Ở một cái tiết trời mà buổi sáng chuẩn bị bình minh như thế này, se se lạnh, thì Kit vẫn không có ngủ. Tại vì Kit hôm nay đã có một cái quyết định là Kit sẽ thức trọn một đêm để mình trải bài cho mọi người. Và Kit đang quay vào lúc 3 giờ 33 phút sáng, và hy vọng là Kit có thể lấy được bình minh ở phía đằng sau của Kate đây. Thì hy vọng là chúng ta có thể thấy được cái cảnh khung cảnh thật là xinh đẹp ha. Nói chung mọi cái trải bài rất là nhiều cái kỷ niệm quý giá đối với Kate, ở mỗi nơi khác nhau, mỗi cái ghi nhớ khác nhau. Thì hy vọng là trong tương lai á, khi có một khoảng thời gian mà có thể chúng ta á, và Kate có thể nhìn lại cái khoảng này mình cùng nhau nghe trải bài thì vui ha, đầy ắp kỷ niệm. Và Kit cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với Kit qua những cái năm tháng, qua những cái trải bài này, và những cái động lực của mọi người đã giúp cho Kit ngồi ở đây để có thể phát triển cái khả năng của mình. Và sự đón nhận của mọi người đã thúc đẩy cho Kit phải ra thật là nhiều video để có thể cùng nhau tâm sự chuyện trò, vừa nghe vừa ngủ với mọi người, sáng đêm chiều tối luôn. Mỗi khi lúc nào mà mọi người có thời gian mà mọi người nghe kênh Keaton Tarot Channel. Ok, rồi bây giờ là Kit sẽ cho mọi người vào cái chủ đề luôn ha. Và trước tiên á, vào chủ đề á, thì Kit sẽ review một cái bộ bài. Và đây, bây giờ nè, mình giả bộ nha. Bây giờ là Kit sẽ cho cái bộ bài này vào bên trong lại, rồi mình từ từ mình mở ra một lần nữa ha. Mình giả vờ đi, giả vờ yêu. Nhưng mà cái bộ bài này nó có cái miếng tem ở đây, cái miếng mà siêu mà bọc lại cái bộ bài, nhưng mà kít kít lười kít 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 bọc vào lắm. Nhưng mà thôi, hello mọi người, và đây sẽ là cái bộ bài mà chúng ta sẽ review. Và đây là một bộ bài của Doreen Virtual Garden Angel. Mọi người vẫn thấy cái bộ này Kit đã trải rồi, và mọi người sẽ hỏi Kit là ủa tại sao hôm nay Kit lại review lại cái bộ này làm gì nữa. Thực ra thế này nè, đây là cái bộ cũng là bộ Garden Angel luôn, Tarot nha, của Doreen. Nhưng mà cái bộ này á, là cái bộ không có tên Doreen nữa, nó chỉ có cái tên của Radley Valentine thôi. Nhưng mà thực ra cái bộ này, cái phiên bản này nó lại khác với phiên bản trước của Kit. Ở cái phiên bản kia á, nó là bằng tiếng Nhật. Và cái lá bài nó sẽ dày hơn, và nó không có mạ vàng nha. Còn với cái bộ bài này á, mọi người sẽ thấy cái độ lấp lánh của em nó. Nói chung mới nhìn ở ngoài nó sẽ có một cái bề mặt của nó có cái nhũ kim tuyến á mọi người, lấp lánh, cho nên đó là lý do là sao Kit tậu lại cái phiên bản tiếng Anh của cái bộ Garden Angel này. Và đặc biệt hơn á là như Kit nói, nó có mạ vàng. Để Kit mở cho mọi người xem thử nha. Đây, nó có lên cái video không thấy rõ, nhưng mà nó lại có lấp lánh ở dưới đây nè. Kim tuyến sờ vô rất là thích. Không thấy rõ, chịu thôi chứ sao giờ. Và nha, nó có mạ vàng nha mọi người, như là một thỏi vàng to luôn. Đó lý do tại sao mà Kit phải tậu lại được cho bằng được cái em phiên bản này. Và mọi người ơi, cái bộ này nó đã ngưng sản xuất lâu lắm rồi, và sang được một cái bản mà nó có mạ như vậy, đó là một sự kỷ niệm rất là tuyệt vời với Kit. Kit rất là thích cái bộ này, tại vì và cái lá bài này nó mỏng hơn so với cái phiên bản Nhật kia, cho nên nó sẽ dễ xào bài hơn. Bộ bài này là rất là dễ thương, và nó được gọi tên là cái bộ bài mà nhẹ nhàng nhất thế giới Tarot, tại vì cái artwork, cái hình ảnh của các thiên thần rất là xinh, và Kit đang cảm nhận như là các thiên thần đang ở đây cùng với chúng ta, đang hướng dẫn chúng ta có những trải bài cho những bộ bài. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nhận nhé. Khung cảnh chiêu nhỉ. Ok, rồi bây giờ là Kit sẽ xào cái bộ này. Ok, rồi bây giờ Kit sẽ xin để lại ở đây, và Kit sẽ xin bắt đầu vào chủ đề cho mọi người nhé. Ủa, hình như xa xa bên kia có gì ta? Để Kit zoom ống nhòm lên nha. Có ai đang tâm tim mình vậy trời? Tại vì trời khuya tối rồi mà vẫn còn ai ở bên căn hộ bên kia vậy?
Đùa thôi, có ai đâu, mình giả bộ diễn diễn vậy thôi. Mọi người biết cái thay diễn xuất mà. Đam mê làm diễn viên lắm, vẫn chưa có cơ hội để được trổ tài thể hiện cho mình cho các vai diễn, nhưng mà Kit đã diễn được ở trên cái kênh của mình rồi mọi người ha. Và tại sao Kit phải nhòm ống nhòm zoom vô như vậy? Tại vì Kit có một cái chủ đề nó cũng khá vui vui thôi. Chủ đề này vừa nghe vừa ngủ là chủ yếu nha. Cái chủ đề này á, mang cái tính mà gọi là nó kiểu điều tra. Mọi người sẽ có những cái video trước của Kit là gián điệp tình yêu hay các kiểu á, nhưng mà cái chủ đề này nó kiểu giống như là nó khác hơn. Khác hơn là như thế nào? Tức là Kit đang muốn hỏi vũ trụ rằng là giai đoạn hiện tại á, Kit và các bạn và Kit có đang trong cái tầm ngắm của ai hay không? Và cái tầm ngắm ở đây á, thì nó sẽ rất là nhiều phương diện luôn. Cái sẽ trải nói chung là một cái chủ đề tổ hợp nhiều thứ, lẩu thập cẩm, mixing. Thì với cái chủ đề này chúng ta có thể xem thử rằng là cái tầm ngắm này là chuyện tình cảm, người yêu, đối tượng, crush, hay tầm ngắm này là về những câu chuyện khác, ví dụ như trong công việc, hay là sếp của bạn, hay là bất cứ ai đó mà bạn. Nói chung là có cái chủ đề nào, có cái dữ liệu nào mới hiện lên mà các bạn cần lắng nghe thì Kiss sẽ cố gắng trả cho mọi người nhé. Để cái cuốn channel này qua đây tí. Ok, rồi. Bạn đang trong tầm ngắm của ai? Nhưng mà để đây đi cho thấy khung cảnh. Ok, bây giờ là Kiss sẽ cho mọi người chọn tủ bài nha. Và trên cái mặt bài này của Kiss sẽ có ba cái postcards. Và biết sao mọi người bí mật nha, chưa có vẽ hình mà vô tình Kiss thấy ở đây có một cái quyển. Trong cái quyển này không biết ở đây ai. Hy vọng chị chủ nhà không có coi cái video này. Thì ở trong đây có những cái postcard. Nó rớt rồi. Postcard ở trong cái quyển Chanel này cho nên Kiss đã rứt ra. Không phải là mình phá hoại nhưng mà mình thấy đẹp quá, mình mượn tạm để mình chọn tụ thôi. The Kid bỏ lại vô mà. Rồi, từ trái sang phải có mọi người. Và trên tay Kid, đây là cái Bershka Chanel nè. Dễ thương quá ha. Và đây là cái tấm ảnh chụp một cái đường tuyết, một cái khu trượt tuyết. Một khu trượt tuyết nha mọi người. Uống miếng trà sữa đó, quên. Uống lấy năng lượng. Một cái khu trượt tuyết. Ok, và tụ hai á cũng là khu đồi tuyết luôn, nhưng mà nó sẽ là hình ảnh trắng đen. Bạn đang trong tầm ngắm của ai? Hãy đặt câu hỏi đó và chúng ta sẽ cùng với vũ trụ khám phá thử cái tầm ngắm đó như thế nào. Và tổ thứ ba sẽ là một cái tấm ảnh, cái này không biết là sunset hay sunrise, mặt trời lặn hay mặt trời mọc, nhưng mà màu trời khá là đẹp ở tổ 3. Ok, bây giờ mọi người ơi, bây giờ Kiss sẽ cho mọi người review lại một lần nữa ba tổ bài của chúng ta có ngày hôm nay. Và nếu mọi người cảm thấy khó chọn quá thì mọi người có thể nhắm mắt lại trong vòng 5 giây. Lắng nghe cái thông điệp vậy gọi. Bạn đang trong tầm ngắm của ai? Và trong vòng 5 giây đó, các bạn mở mắt ra. Và cái hình ảnh nào nó thu hút mọi người nhất ngay lập tức? Thì đây là trả bài Timeless mà. Thì nói chung mà nếu mà trong cái lúc này bạn cảm thấy có thể nghe được hai tụ, mọi người cứ nghe. Nhưng mà nếu mọi người giai đoạn này cảm thấy chỉ có một tụ thôi, mọi người hãy chọn một tụ đó. Rồi giai đoạn về sau á, những cái năm tháng sau mình khi mình quay lại trả bài này thì mình có thể chọn vào tụ khác. Từ trái sang phải của mọi người nha. Tụ thứ nhất, hình ảnh của cái khu trượt tuyết. Tụ thứ hai là hình ảnh trắng đen cũng của khu đồi tuyết luôn. Hình ảnh thứ ba cũng của đồi tuyết thôi, nhưng mà có ánh sáng bình minh hoặc là hoàng hôn gì đó.
Ok, Kit nghĩ rằng là mọi người đã chọn chọn tụ bài xong rồi ha. Bây giờ Kit xin bắt đầu vào trải bài. Kit cảm ơn mọi người rất là nhiều vừa qua đã luôn ủng hộ và donate cho kênh của Kit. Mọi tình cảm đóng góp của mọi người Kit đều đã nhận được hết. Và chính những cái tình cảm đóng góp ấy Kit đã có thể mua được những cái bộ bài mới để cùng review và trải cho mọi người cho những cái dữ liệu thông điệp nó thú vị hơn. Và hy vọng nếu mà mọi người luôn yêu thương Kit nữa, mọi người có thể donate cho Kit nha. Kit sẽ để thông tin tài khoản ngân hàng ở dưới phần bình luận. Mọi người có thể tham khảo và tinh tinh vui vẻ trà sữa các kiểu nha. Ngoài ra mọi người có thể like và share cái video này để tỷ lệ được nhiều người biết tới kênh Keaton Tarot Channel nhiều hơn nhé mọi người. Ok, bây giờ Kit sẽ cùng với mọi người chúng ta bắt đầu khám phá và có chủ đề của ngày hôm nay nhé. Hello, xin chào tụi một yêu dấu. Những các bạn đã chọn hình ảnh của cái bức tranh, cái bức ảnh chụp cái đường tuyết này. Và Kiss sẽ cùng với mọi người khám phá rằng là bạn đang trong tầm ngắm của ai nha. Và với cái chủ đề tầm ngắm này á, thì cái tầm ngắm nó là một cái từ vui, một cái từ đa dạng. Thì nếu mà có cái dữ liệu nào trong cái câu chuyện tầm ngắm á, về tình cảm, công việc, sự nghiệp hay là bất cứ cái điều gì á, thì Kiss sẽ trải cho mọi người nha. Kiss để đây đi. Hay để đây ta. Ok, rồi. Tụ một, bạn đang trong tầm ngắm của ai? Và bây giờ hôm nay Kiss sẽ check năng lượng cho mọi người. Để xem cái năng lượng hiện tại của các bạn như thế nào bằng bộ tarot mới. Hai lá bài tarot mới này và một lá oracle. Năng lượng hiện tại của các bạn khi nghe cái trải bài ở tụ thứ nhất đang như thế nào? Năng lượng tụ 1 đang như thế nào? Wow, ánh sáng đẹp quá. Ánh sáng đẹp. Review and contemplation, nhận thức, judgment. Và Hyper Thought, cái thấy bạn có một sự nhận thức về chính cái năng lượng của các bạn cực kỳ tốt. Nó vẫn ở đây, tức là các bạn sẽ có một cái sự nhận định rõ ràng về những cái tình huống của chính mình. Kết cảm thấy là bạn vượt qua được cái giai đoạn mà tới được với cái năng lượng mà nhận thức với cái lá judgment và cái lá helper of thought này, thì Kit nghĩ rằng là bạn đã phải tin tưởng rất là nhiều vào cái trực giác mà các bạn đang có ngay lúc này. Power, năng lượng, năng lực, power. Năng lượng của bạn đang cực kỳ tốt luôn. Tốt ở đây tức là bạn đã đi đúng hướng rồi. Cái con đường mà các bạn đang đi ngay cái lúc này á, bạn đã review một cách mạnh mẽ. Nói chung á, là tái đầu tư, tái cơ cấu, tái thiết lập mọi cái năng lượng của các bạn. Cho nên ngay cái lúc này á, Kit tin rằng cái đầu lạnh đang dẫn lối các bạn khá là nhiều. Kit chưa bàn tới trái tim của các bạn như thế nào, nhưng mà Kit thấy cái đầu lạnh ở đây nó là một cái đầu tốt. Lạnh ở đây á, không hẳn là nó lạnh lùng băng giá. Cái đầu lạnh ở đây tức là bạn giữ một cái sự tỉnh táo, bạn giữ được một cái sự tỉnh thức, Kiết cũng nghe được sự tỉnh thức và bạn nhận định được đúng đắn đâu là cái ranh giới rõ ràng giữa mờ ảo và ánh sáng và bóng tối nữa. Tức là cái nào sáng rõ các bạn đi, còn cái nào mà mờ mờ ảo ảo các bạn giống như là cái tụ một con đường cào tuyết á, các bạn sang bằng những cái nơi nào mà nó ảo, các bạn chọn đúng cái đường của mình. Giống như trượt tuyết thôi, bạn phải tập trung rất là cao độ vào cái con đường mà các bạn phải trượt. Tại vì mỗi cái sơ suất á, nó sẽ gây một cái tác động rất lớn. Thì đó lý do tại sao mà Kit cảm nhận được rằng là bạn đang có được một cái nhận định cực kỳ tốt cho cái hành trình của mình. Bạn có năng lượng, năng lực của sự thu hút, của luật hấp dẫn, tức là mọi thứ mà các bạn tôn tạo, các bạn tưởng tượng hoặc là các bạn mong muốn đó, nó đều đang trở thành giống như nữ oa vá trời và các bạn đang vá những cái mảnh ghép đó thành một cái bức tranh lớn và nó đang được thực hiện hóa được những cái điều mà các bạn manifest nó.
Và đúc kết lại thì khi thấy các bạn đi được một cái con đường hành trình này thì các bạn đã phải bỏ lại rất nhiều thứ phía sau, nhưng nó thật đáng giá. Nói chung là mọi thứ hiện tại đây nó đang xây dựng nên cái giá trị của bạn, và Kít nghĩ rằng là bạn đang làm đúng cái nhiệm vụ, cái hành trình của mình, và bạn đang rất là hài lòng với những điều mình đang có, mặc dù đôi khi nó sẽ không còn có những cái phút giây vui vẻ, hoặc là nó không còn nhiều những cái niềm vui thường nhật như những giai đoạn trước. Nhưng Kít tin rằng là mọi nỗ lực này nó đều có xứng đáng, và những cái giá trị này nó sẽ tôn tạo nên một cái tiền đồ xa hơn, một cái giá tranh bất trị hơn, được tính bằng giai đoạn. Thì Kít nghĩ trong tương lai xa các bạn sẽ còn bứt phá hơn nữa, các bạn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa, và bạn sẽ thu hút nhiều hơn nữa. Mà cái điều mà các bạn đang mong cầu chỉ là ngay cái lúc này á, thì Kít cảm nhận được rằng là cái đầu lạnh nó đang dẫn lối bạn một cách rất là tỉnh táo trong cái trường hợp này. Ok, đó là những gì mà Kít nghe được từ cái năng lượng của các bạn ở tụ thứ nhất. Bây giờ Kít sẽ đi vào cái chủ đề chính của các bạn, đó là bạn đang trong cái tầm ngắm của ai ha. Trả như thế nào ta? Hay là random? Có gì nói đó, rồi có gì mình lên luôn. Cái sẽ cho 4 lá tarot. Bạn đang trong tầm ngắm của ai? Thôi mình đi từ từ đi, rồi có nói gì mà nói đó, vậy nên cho nó hay. Khi cũng dễ chill và dễ đọc hơn cho mọi người nữa. Ok. Four of Wands. Nó sôi động lắm mọi người. Cái thế giới quan của các bạn ngay cái lúc mà nghe trả bài này á, xung quanh hoặc là sắp tới thôi, nó sẽ rất là nhiều sự sôi động, sục sôi nha. Tại vì với cái lá bốn gậy này, cái thấy là nó có nhiều cái ánh sáng nó chiếu rọi á, và có three of one đó mọi người. Ba gậy luôn, bốn gậy và ba gậy, rất là nhiều lửa. Nhưng mà có thấy cái thấy có lá ten of swords và cái thấy có cái lá là ace of pentacles. Thì thế này, Kiết nghĩ á, bạn đang trong tầm ngắm của ai thì có vẻ như là cái đám đông. Bạn là một cái vị trí trung tâm á, gọi là, tại vì Kiết thấy có lá Ace of Pentacles một xu này, cái gì nó trung tâm lắm, nhưng mà Ten of Swords này thì cho Kiết cảm nhận rằng là có những cái bên ngoài á, bạn đang trong tầm ngắm của nhiều người, của mọi nhà. À, về chuyện tình cảm thì Kit chưa thấy ở đây, nhưng mà nếu mà nói về cái môi trường của các bạn đang thực hiện, đang ở trong đó đó, thì tầm ngắm của mọi nhà luôn, tức là mọi người đều chú ý vào bạn. Kit thấy từ cả gia đình, bạn bè, các mối quan hệ, các mối bận tâm, ngay cả các đồng nghiệp trong công việc. Tại vì có cái lá Ace of Pentacles này thì Kit nghĩ rằng là nó sẽ liên quan xu hướng về điều đó, nó về công việc, cho nên đồng nghiệp hoặc là những cái người mà chung một cái cộng đồng với bạn á, bạn đang trong tầm ngắm của họ, tức là mọi cái động tĩnh hay là mọi cái sự thể hiện gì của bạn đó, đều được những cái người ở đây quan sát và theo dõi. Tại vì với cái lá bốn gậy này thì chắc là một vài bạn làm trong showbiz, hoặc là những cái bạn mà có cái tiếng nói cộng đồng, hoặc là những người mà đã có tiếng tăm nhất định rồi, influencer, hoặc là những bạn mà chuẩn bị đang phát triển về cái mặt mà gọi là khả năng bản thân hơn á, thì bạn sẽ gây được sự chú ý của nhiều người, và khi chỉ nghe được cái việc là mọi ánh mắt đổ dồn vào bạn, mọi bước chân và cái động tĩnh của bạn á, đều được những cái người xung quanh đưa vô tầm ngắm. Nhưng mà tại vì khi thấy á, có cái lá ba gậy ở đây thì cái tầm ngắm này á, là quan sát từ xa, cho nên nó sẽ về social media, nó về những cái gì ở xa và tầm ngắm của những người ở xa nữa mọi người. Tức là cái thấy cái tầm ngắm này nó không có trực diện hay là quá trực tiếp, và cái tầm ngắm này nó kiểu giống như nó nhìn thông qua hình ảnh của các bạn, thông qua những cái gì mà bạn chia sẻ trên update trên mạng xã hội. Ba gậy thì chơi cái cảm giác là có sự ngưỡng mộ, admiration, hoặc là những cái người mà có sự yêu thích với các bạn và có một cái sự attraction, thu hút nào đó về mặt hình ảnh từ các bạn.
Và với cái lá mà Ten of Swords này thì ngoài những cái yếu tố những người ngưỡng mộ, những người yêu thích thì vẫn có, nếu mà mình gọi cái ngôn ngữ bình thường mình gọi là những người xăm soi hay đi tia cũng có luôn 10 gậy à 10 kiếm luôn, mà cái số này là cũng là số đông. Cũng là số đông, nó cũng chiếm trọn nhiều á. Có vẻ như cái bạn ở tuổi thứ nhất không Kit không biết như thế nào. Chưa hẳn Kit gọi là được lòng số đông. Như thế nào ta? Tại vì nội lực của các bạn rất là lớn. Tại vì đối với cái lá một xu này, cái nhân vật, cái vị trí đồng xu trung tâm á, thì cho Kit cảm nhận được rằng là bạn nó bộc trực, nó theo một cái phương diện rằng là nó rõ ràng một xu là một xu, không có quy ra là cắt đôi hay là như thế nào hết. Kit không hẳn nói các bạn là một người sống nguyên tắc, nhưng đối với bạn á, mọi thứ phải rõ ràng, phải clear. Thì cho nên cái việc ở đây á, thì nó sẽ chia ra làm hai luồng nhất định, 7-3. Thì ba phần, tại vì ở đây là 10 kiếm và có cái lá là, tại vì ở đây là 4 gậy đi. Ở đây 4 gậy và 3 gậy thì là 7, đúng không? 7 gậy, ở đây có tới 10 kiếm. Thì 10 kiếm nó chiếm số đông, thì 7-3 tức là 3 phần thích và 7 phần thì trộn lẫn giữa cái việc giữa giữa và cái việc tâm nói chung ấy. Thì Kết nghĩ là mọi người cũng không có quan tâm quá nhiều, các bạn chỉ mong muốn nghe cái trải bài này để xem thử rằng là thôi mình giải trí nhẹ nhàng cuối tuần thôi, chắc không ai để ý mình đâu. Nhưng mà Kết cũng gợi nhắc cho các bạn luôn là các bạn đang là một cái điều đó khá trung tâm, và cũng rất là nhiều cái nguồn năng lượng xung quanh nhìn vào bạn, và bạn đang trong tầm ngắm của mọi nhà luôn. Cho nên đôi khi bạn cũng cảm thấy là quá nhiều trách nhiệm ấy. Đối với cái Ten of Swords này, cho Kit một cái cảm giác bạn cũng hơi bị nhiều trách nhiệm, nhiều cái suy nghĩ. Đôi khi là mình không muốn nghĩ sâu, nghĩ nhiều hay là bị lan man. Nhưng mà chính những cái ánh mắt bên ngoài nó hướng về bạn, đôi khi bạn nó cũng làm cho bạn cảm thấy mất tập trung, hoặc là cảm thấy là mình cũng phải suy nghĩ đôi chút chứ mọi người. Đâu phải là kiểu giống như là đôi khi mình muốn làm điều gì đó một cách thoải mái nhất, nhưng mà bây giờ có quá nhiều cái năng lượng mà nó cứ dồn vào một điểm như vậy thì nó cũng hơi khó thoải mái, đúng không mọi người? Ok, Kit sẽ xem tiếp. Bạn đang trong tầm ngắm của ai? Nói chung là cái số đông đang nhìn vào bạn ấy. Nếu mà các bạn nào mà làm về cái môi trường nó khá là nhiều cái đối tượng xung quanh, nhiều người á, thì kiểu giống như là bạn cũng hơi bị áp lực, lúc nào cũng phải thể hiện thật là tốt nhất. Cái trạng thái của mình. Call your spirit home. Call your spirit home. Và lá như thế nào ta? Give it to God. Thôi cái thấy là thế này nè, các bạn hãy cứ thả trôi bản thân mình chút xíu, không nên tạo một cái hình tượng hay một cái áp lực quá nhiều cho cái giai đoạn hiện tại. Tại vì thực ra chính cái tầm ngắm của mọi người hướng vào bạn nhiều quá thì đôi khi các bạn là cảm thấy nó kiểu mình muốn được đồng cảm, mình muốn được chia sẻ, hoặc là đôi khi mình cũng muốn mình thể hiện một cái sự yếu đuối của mình chút xíu, mình muốn thể hiện một cái sự mềm mỏng hoặc là nghỉ ngơi mình chút xíu. Nhưng mà cái cảm nhận như xung quanh đó, nó làm cho mọi người cảm thấy nó hơi thiếu đi một cái không gian riêng tư. Mà với cái lá là call your spirit home, hãy gọi cho cái ngôi nhà tâm hồn của các bạn, thì cái thấy là đã tới lúc các bạn cần kiểu giống như là ẩn mình chút xíu. Giống như là Kit hay nói trong những cái trải bài, có những cái trải bài thì Kit nói rằng là mọi người cần phải phát triển bản thân mình, thiền bản thân mình rồi như thế nào các kiểu. Nhưng mà Kit thấy cũng phải tùy vào cái năng lượng ở cái thời điểm. Luôn luôn thể hiện bản thân mình là một điều tốt, nhưng một cái môi trường, một cái thời điểm, ngay cái lúc này cái năng lượng nó đang xáo trộn, nó đang xáo động, nó quá nhiều nguồn năng lượng, nó tùm lum tùm la, nó kết nối, nó tác động chính cái tâm hồn, cái ngôi đền linh hồn của các bạn. Thì khi thấy các bạn cần phải kiểu giống như là
giữ cái nguồn năng lượng cho riêng mình một cách nó độc lập nhất. Với cái lá khôn cho Spirit Home thì tôi thấy bạn cần nên ở trong cái ngôi nhà linh hồn của mình, tức là không nên nhìn quá nhiều vào bên ngoài. Bạn hãy nên hoàn thành tốt những cái việc mà mình đang có và kiểu như là ít bị tác động bởi những cái tiếng xung quanh, những cái lời xung quanh hoặc người khác nhìn vào bạn. Khi thấy đôi lúc á, các bạn ngay trong cái lúc này á, mình có thể thỉnh thoảng á, là mình low key chút xíu trong cái mạng xã hội đi một thời gian thôi, để cho một cái nguồn năng lượng xáo trộn cái lúc này nó trôi qua đi, thì mọi cái tầm ngắm bạn sẽ cảm thấy dễ thở hơn. Với cái lá give it to God đó, thì cái thấy là bạn nó surrender and release, không nên gọi là gồng mình lên quá để nhiều cái sự trách nhiệm. Hãy nên chia, nếu mà trong công việc đó, thì cái thấy bạn nên chia sẻ bớt cái công việc trách nhiệm. Nếu mà trong tình cảm thì bạn nên chia sẻ, nếu mà bạn có đối tượng rồi nhé, bạn nên chia sẻ những cái gánh nặng hoặc là những cái sự gì đó cho cái partner của mình, và cũng giống như hãy nói chuyện với partner của mình. Và give it to God cũng giống như là các bạn thôi mình thuận theo vũ trụ đi, bây giờ cái lúc này mình không thể gồng mình nổi nữa rồi, thì mình nhẹ nhàng lại xíu, nghĩ đơn giản hơn. Và nói chung cái sự thể hiện của bạn ngay lúc này á, cái thấy nó nên vừa đủ để cho mọi người ít bị tập trung vào bạn nhiều. Tại vì cái thấy 3 phần á, người ta ngưỡng mộ, người ta vẫn nhìn, người ta hiểu bạn. Nhưng mà 7 phần á, thì có những cái sự mà năng lượng tác động bên ngoài nó bị chiếm số đông, nó bị chiếm ưu thế. Cho nên bạn ngay lúc này mình cần nên hãy để cho vũ trụ lo lắng đi. Bạn cần phải thư giãn cái đầu óc của mình ngay cái lúc này. Ok. Trời, trong tầm ngắm này nó cũng khá là áp lực nha. Nếu mà là cái trong cái trường hợp của các bạn, cái thấy các bạn cực kỳ giỏi rồi, kiểu là nỗ lực dữ dội luôn ấy để đạt phấn đấu các kiểu, nhưng mà đạt được ở một cái vị trí nào đó thì đồng nghĩa với cái việc là nó sẽ phải hứng chịu những cái dư luận hay như thế nào đó. Cái xem tiếp, love life. Bây giờ cái tầm ngắm á, bây giờ thôi mình bỏ qua những cái xung quanh đi, bây giờ mình hãy tới với cái đời sống tình cảm chút xíu đi mọi người. Cái love life này nó vui hơn nè. Bây giờ mình biết sao, thực ra cái đời sống tình cảm của các bạn cũng được nhiều người chú ý để ý. Ủa các bạn làm gì vậy, mà sao kiểu nhiều người để ý, mà ngay cả đến cái chuyện mà tình cảm riêng tư của bạn cũng có những người để ý luôn nha. Bạn đang trong tầm ngắm của những một vài trường hợp ở đây á, là bạn đang trong tầm ngắm của những cái đối tượng cũ, hoặc là những người của liên quan đến những cái đối tượng cũ của bạn, hoặc là những người của, ví dụ bạn đang có đối tượng đi, thì những người của cái đối tượng đó đó, những người xung quanh đối tượng đó cũng ngắm nhìn bạn để xem bạn. Ôi, nói chung về đời sống tình cảm cũng đang trong tầm ngắm luôn. Cũng có nhiều người yêu thích bạn, nhưng mà cũng là có những cái người xung quanh của những người yêu thích bạn á ngắm các bạn luôn. Trời, sao tự nhiên cái câu chuyện riêng tư tình yêu cá nhân mà sao cứ giống như là đem lên cho thiên hạ cùng xem vậy đó. Về xem trong chuyện tình cảm thì tại sao nó lại có nhiều sự dòm ngó, nhìn ngắm, tầm ngắm như thế này. Past life hả? Past life là sao? Thì nãy kia nói những cái gì nó cũ cũ á, những cái tương tác cũ trong quá khứ cũng đang ngắm nhìn bạn. Bạn nên trong tầm ngắm với những đối tượng cũ trong chuyện tình cảm, hoặc là những người cũ, nói chung những cái người bạn đã quen biết á. Khi không thấy tầm ngắm của những cái người nào nó quá mới, nói chung những cái đối tượng mà đã từng biết, đã từng tương tác với nhau thôi. Serious relationship, marriage, partnership, union. Một vài bạn đây nha, trong môi trường công việc. Bây giờ một vài bạn thôi chứ không phải là số đông. Ủa cái gì vậy ta, chứ không phải số đông nha. Khi nghe thấy thế này nè, trong công việc bạn rất là thu hút, bạn rất là chuyên nghiệp. Và chính cái việc này, nếu mà ở trong một môi trường công việc đông đúc rồi đó, thì khi thấy có một vài đối tượng á, họ đã có đôi có cặp rồi, hoặc là có như thế nào rồi mà họ vẫn, và bạn vẫn trong tầm ngắm của những người đó. Nhưng mà bạn cũng khi thấy cũng có những khoảng cách nhất định để nói chung là công tư phân minh á, không để cho mọi thứ nó dính dáng quá nhiều. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một cái đối tượng nào đó, một vài bạn ở đây á đang trong tầm ngắm của người yêu mình, nếu mà bạn có tương tác rồi ha.
và một người yêu lâu năm nha. Cái thấy cái tầm ngắm này là nó liên quan về chiếc nhẫn nha. Nếu mà ở đây ai chưa cưới á, thì chắc là trong vòng thời gian giai đoạn sắp tới sẽ được tầm ngắm của chiếc nhẫn, sẽ được lời ngỏ lời cầu hôn. Ai mà độc thân á thì lại liên quan tới gì đó nó khít nghe được trong công việc, cũng có những cái đối tượng mà ngắm nhìn bạn, nhưng mà sao thấy đa phần mà kiểu như những người đã có tương tác rồi ngắm các bạn nhiều hơn, trong tầm ngắm của họ nhiều hơn là những cái đối tượng mà đang độc thân. Nói chung là cũng có nhưng mà nó không có mạnh bằng những cái người mà đã có đối tượng. Ô kỳ trời, bạn thu hút những cái người đó dữ dội vậy, lạ hen. Xem tiếp đi, Romance Angel đi. Trời ơi, tại trong các bạn cực kỳ thu hút, bạn là lửa mà mọi người. Passion. Lúc nào người ta cũng thấy bạn có nhiệt huyết đam mê, kiểu giống như là lúc nào không, thực ra cái vẻ ngoài của các bạn là sao bạn trong tầm ngắm của họ, tại vì cái thấy là vẻ ngoài của các bạn nó đầy tính thật, cho cái dùng từ này nha các bạn, khá là gợi cảm. Gợi cảm trong làn tiếng nói, gợi cảm trong cái cung cách làm việc, gợi cảm trong cái đường đi nước bước, gợi cảm trong cái việc bạn dám nói lên cái tiếng. Nói chung là bạn sống theo cái phương diện là cá tính á, người ta hay gọi là một cái người mẫu người cá tính, tức là nó sẽ đẹp bằng lời ăn tiếng nói. Nói chung là cái thấy bạn thu hút những người này là bởi cái vẻ I don't give a fuck á mọi người. Tôi không có vô từ, tôi thoải mái thể hiện quan điểm của chính mình. Thì thu hút những cái đối tượng mà họ thấy và họ bị thu hút bởi cái lửa này của các bạn. Nhưng mà thật ra ngay cái lúc này thì cái thế là có love yourself first, bạn đang rất là tôn tạo cái giá trị của bản thân mình. Ai mà ở đây vừa trải qua những cái tương tác đổ vỡ thì cái thấy là các bạn vẫn chưa có ready sẵn sàng bất cứ một cái mối quan hệ nào cả, tại vì các bạn á đang rất là healing bản thân. Các bạn đang học cách love yourself first, các bạn đang học cách mà gọi là nâng tầm giá trị của mình. Cho nên chính và đặc biệt á, chính cái việc bạn nâng tầm giá trị của mình á, bạn có một sự độc lập thú vị á, cho nên chính cái điều này nó lại thu hút những cái người khác. Có vẻ như những cái người khác bị thu hút bởi bạn là bởi vì cái tính cách độc lập của các bạn nữa, independent. Wow, bây giờ kia sẽ uống miếng trà sữa lấy hơi. Bây giờ kia sẽ đi tiếp cái dữ liệu random này. Hôm nay có gì nói đó đi ha. Bạn đang trong tầm ngắm của ai? Bởi vậy Kim mới nói các bạn là những người rất là thu hút về cái mặt ăn nói, vì có cái lá The Sun ở đây. Những bài hát, tức là các bạn phải hát chứ. Mặc dù là Son mà hát những bài hát. Một vài bạn đây thì như Kim nó có thể làm ca sĩ nè, những người có giọng nói nè. Nhưng mà một vài bạn ở đây thì Kim là cảm thấy là các bạn có một cái tâm hồn nó rất là lãng mạn như những bài hát vậy đó. Nếu mà các bạn làm những cái lĩnh vực khác thì những bài hát sẽ xoa dịu trái tim bạn. Nhưng mà thật ra người ta nhìn vào bạn, người ta cảm thấy bạn vẫn có một cái nét nào đó thầm kín nội tâm, cho nên người ta bị thu hút bởi bạn, và bạn trong tầm ngắm của họ cũng giống như là người ta muốn thấy cái sự thật bên trong các bạn, ngoài cái vẻ ngoài mà các bạn tôn tạo ấy, thì họ muốn thấy được rằng là cái tận sâu bên trong của cái con người ấy á, là bạn ấy có những bài hát được phát lên như thế nào. Họ muốn thấy cái thế giới mà nội tâm của các bạn nhiều hơn. Thực ra cái thấy cái tụ này á, các bạn cũng khá là dễ thương, hồn nhiên, nhưng mà bởi vì có nhiều cái áp lực mà tự mình tạo ra, cũng hoa là tự mình đâu, một vài phần là 3 phần là tự tạo ra đi, còn 7 phần nó cũng sẽ tới từ những cái dữ liệu trong cuộc sống và những cái môi trường xung quanh. Thì đôi khi là các bạn cũng lèo lái cái con thuyền của cuộc đời mình, như vậy thì cái đấy nó cũng tài tình rồi. Cái sẽ xem tiếp.
Bạn đang trong tầm ngắm của ai? Nãy giờ là khi thấy cái vấn đề đây là bạn cứ luôn là cái trung tâm ấy mọi người. Cho nên nó vẫn còn đang ở cái giai đoạn mà bạn được xung quanh người ta nhìn vào. Nhưng mà Kít cũng cảm nhận rằng là các bạn vẫn chưa thực sự cảm thấy thoải mái quá nhiều với cái việc quá nhiều cái năng lượng tác động tới bạn. Cho nên Kít thấy trong cái giai đoạn này á, books, một quyển sách. Như Kít nói á, thôi thay thay vì những cái điều xung quanh cứ tác động tới bạn á, thì cái lúc này á, bạn là giai đoạn rất là tốt cho các bạn á, gọi là mình học hỏi đi. Học hỏi đây tức là mình phải làm quen với cái lá books này, thì cái thấy giống như là mình trải nghiệm, mình phải làm quen với những cái điều nó đang diễn biến xung quanh mọi thứ. Nó cái năng lượng của bạn nó đã thu hút như thế này rồi thì mình hãy kiểu giống như là hãy nhìn nhận nó, hãy đón nhận cái năng lượng của chính bản thân mình, vì mọi thứ nó thu hút. Các bạn không thể ép buộc mọi người là không được nhìn tôi được, tại vì nó đã sáng như thế này rồi. Cho nên khi các bạn cần phải học về cái việc gọi là cảm thấy thoải mái với những cái tình huống môi trường trong tầm ngắm của nhiều người như thế này. Các bạn đang học để cân bằng, để hài hòa mọi thứ, để cho bạn cảm thấy thoải mái nhất, có thể dễ nở nụ cười nhất với những người xung quanh. Hoặc là vũ trụ cũng đang nói các bạn là giai đoạn này thì thôi mọi người cứ kiếm những cái cuốn sách hay hay nào đó để mình đọc, để mình rút ra được những cái điều lý thú gì đó mà vũ trụ muốn dạy các bạn ha. Ok, cái sẽ đi tiếp đi. Rồi bây giờ cái sẽ quay, tại vì bây giờ là sao ta, nói chung là Kit vẫn muốn tập trung vào các câu chuyện tình cảm và những cái đối tượng mà bạn đang ở trong tầm ngắm của họ. Tại vì Kit thấy Kit xoay đi xoay lại thì Kit vẫn thấy bạn là trung tâm và được thu hút nhiều thứ. Nhưng mà bây giờ mình thử đi, mình tách riêng ra, mình xem có một cái đối tượng tình cảm tiềm năng nào mà bạn đang trong tầm ngắm của họ hay không. Bởi vì Kit thấy các bạn nó rất là self-love, nó rất là tốt rồi. Nhưng mà Kit muốn tìm hiểu có cái đối tượng nào mà bạn đang trong tầm ngắm của họ hay không. Mình chỉ dự đoán theo kiểu mình dò mìn thôi ha mọi người, cho nên mọi người cứ thoải mái thôi. Thấy chưa, có nha mọi người. Mà sao thấy giống giống sếp hoặc là những cái người bậc trên. Ok, rồi nó có hai dữ liệu, một cái dữ liệu về công việc và một cái dữ liệu về chuyện tình cảm gặp gỡ. Nói chung á, có một cái sự mai mối ở đây từ phương xa, từ một cái người thân hoặc là như thế nào đó. Nói chung bạn đang sẽ có trong một cái tầm ngắm của một cái đối tượng ở xa, hoặc là một cái đối tượng, tại vì với cái lá là Garden Abundant này thì cái đấy là một cái điều đó liên quan đến sự nghiệp, hoặc là liên quan tới một cái kiểu giống như là, tại vì nếu mà trong chuyện tình cảm mà mình ra lá xu lá đất á, thì khi thấy nó thực tế. Mà thực tế đây thì nó, tại vì cái này nó không có đem lại cái điều gì nó quá lãng mạn nha, nhưng mà nó thực tế theo cái kiểu giống như là xem mắt xem đồ, hoặc là có một cái đối tượng được mai mối từ bạn bè gia đình, kiểu như họ thấy là bạn là một cái người có một cái sự nào đó nó nhìn nhận khác với những cái người khác, cho nên là họ mong muốn ghép đôi bạn với một cái đối tượng phù hợp cho bạn. Cho nên là cái thấy là vũ trụ và chính những cái người thân bạn bè là những người xung quanh sẽ có một cái sự tác động với một cái đối tượng tình cảm. Nói chung là phải có một cái trải nghiệm tuổi đời nó phải lớn hơn nhiều. Nói chung chứ cũng không cảm nhận rằng là các bạn có thể kết đôi hoặc là trong tầm ngắm của những cái người nào đó nó quá trẻ hoặc là nó quá ít kinh nghiệm được. Nói chung những cái người mà bạn trong tầm ngắm á của họ là phải là những cái người trưởng thành chững chạc, và họ có những cái địa vị, hoặc là nếu mà trong một cái công việc chuyên nghiệp đó, họ phải là những cái người mà phải hơn bạn rất nhiều cái đầu nha, bạn sẽ rất là nể trọng nể phục. Còn nếu mà về công việc riêng á, thì ở đây em làm trong môi trường mà thăng tiến như thế nào thì cứ thấy là sắp tới ở New Beginning có thể là sẽ có một cái sự đề bạt, và bạn đang trong tầm ngắm của những cái người sếp, đang trong tầm ngắm của sự đề bạt. Cho nên trong cái lúc này bạn cần phải
Như Ký thấy, hãy hoàn thành tốt công việc của mình và ngoài ra cũng nên có một chút xíu thân thiện, và cũng giống như là mình làm quen với được với cái môi trường hiện tại của mình, làm quen với những cái tình thế ngay lúc này. Bởi vậy cái lá mà Ký thấy á, hồi nãy Ký nói với mọi người ấy là Ký biết là đôi khi các bạn không thoải mái, nhưng mà cái tình huống này nó dẫn cho mọi người cần phải học hỏi để cho mọi người có thể có một cái sự kết nối connect được với xung quanh. Hãy nhìn vào những cái sự mà thực ra cái biến động ngoài bên ngoài á, nó sẽ không mạnh mẽ bằng cái biến động bên trong của các bạn. Khi mà các bạn không cảm thấy thoải mái thì dù cái bên ngoài nó có như thế nào bạn cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà khi bạn chịu làm quen, bạn chịu đón nhận, bạn chịu nhìn những cái khía cạnh bên ngoài và bạn chắt lọc và bạn cảm thấy có thể hòa hợp được á, thì hòa hợp chứ đâu nghĩa là hòa tan đâu mọi người, vẫn giữ được cá tính riêng của mình mà. Thì cái thấy á, cái sự thăng tiến nào đó nó sẽ có một cái mốc phát triển cho bạn trong cái giai đoạn tới, thì bạn đang trong tầm ngắm của những cái điều này, cho nên mình hãy tạo nên một cái sự gần gũi và kiểu giống như là thể hiện thật là tốt cái năng lực của các bạn ngay cái lúc này. Xem tiếp đi, tại vì Kit cũng tò mò với các bạn ở cái tụ thứ nhất này. Tình cảm thì có Guardian and of Abundance, một chữ sự trưởng thành chững chạc. Thấy chưa, Kit nói rồi. Ice King, một cái người nào đó mang một cái năng lượng nam tính chững chạc và boss nè, sếp gì đó. Hay là những người làm ăn kinh doanh là kiểu giống như là có sự chững chạc đang ngắm các bạn, cũng nhưng mà cũng từ xa thôi, vẫn đang âm thầm, tại vì Kit không có thấy cái sự nào đó nó đang bứt dao động rừng ở đây được. Họ vẫn đang theo dõi sát sao những cái cử chỉ của các bạn, cho nên hãy cứ thoải mái, hãy cứ tự nhiên. Nói chung là không cần phải quá thoát ẩn thoát hiện, hãy hết mình khi các bạn xuất hiện, và đôi khi cũng phải dành thời gian tĩnh tâm và cũng giống như rút khỏi những cái thế giới nó nhiễu loạn bên ngoài để có một cái không gian để cho các bạn, không gian riêng để cho các bạn cảm thấy mình được thoải mái với cái thế giới riêng của mình nữa ha, để tái tạo sạc năng lượng để bước vào cái môi trường ngoài kia. Ok, lời khuyên duy nhất cho các bạn nữa đi, trước khi mình kết thúc trải bài ở đây. Ok, have fun, vui. Cái thấy đôi khi bạn hơi căng thẳng và đôi khi bạn hơi kiểu giống như là mặt hơi cứng á, đôi khi mình nó hơi gượng với mọi người, hơi gượng, cho nên bộ trưởng nó vui vẻ, have fun. Lời khuyên đơn giản, với lại mọi người lược giảng cái suy nghĩ của mình lại, mọi người đơn giản hóa mọi thứ, làm cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn, thì tưởng cái thế giới, cái môi trường xung quanh của mọi người nó nhẹ nhàng hơn. Trời, nổi da gà nha mọi người, có gì rớt trời. Ok, bây giờ Kit xin kết thúc trải bài. Thank you mọi người rất là nhiều. Nếu mọi người thích cái trải bài này của Kit, mọi người có thể donate cho Kit qua tài khoản ngân hàng. Ngoài ra mọi người có thể like và share. Ngoài ra mọi người có thể like và share video này để tỷ lệ được nhiều người biết tới với kênh Kitan Tarot Channel nhiều hơn nhé. Ok, bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người ở tụ thứ hai. Đây là hình ảnh mà các bạn đã lựa chọn. Và đây là một cái bức tranh, một cái bức hình mà chụp khung cảnh tuyết khá là đẹp ở châu Âu trong cái cuốn catalog của Chanel. Cái tấm này khá là đẹp. Kết cũng khá là thích những cái gì đó màu sắc monochrome trắng đen á. Nhưng mà khi mà nhắm mắt chọn tủ á, thì ban đầu Kết dự định của Kết là Kết cảm nhận là Kết sẽ chọn cái tủ 2. Nhưng mà không hiểu vì sao á, sau khi nhắm mắt chọn tủ bài và rồi kiểu giống như là mở mắt ra và có những cái thông điệp kiểu giống như là nó thôi thúc khác, thì Kết không chọn tủ 2. Ok mọi người, và bây giờ là Kết cùng với mọi người ở tủ thứ hai với hình ảnh của cái bức tranh, bức hình chụp tuyết này với cái chủ đề của ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là bạn đang trong tầm ngắm của ai. Và cái câu chuyện tầm ngắm này á, nó sẽ có rất là nhiều dữ liệu. Tầm ngắm ở đây á, có thể là trong chuyện tình cảm nè. Sự đóng gửi trẻ em hàng ngày Lactacid Baby áp dụng Ok. giúp tăng đề kháng da, bảo vệ da bé khỏi vi khuẩn, mẹ yên tâm cho bé được thỏa thích vui đùa. Được bảo vệ mỗi ngày.
Latacid Baby Active Play. Ok. Có thể là chuyện tình cảm, công việc, sự nghiệp, tài chính. Ủa? Chuyện tầm ngắm tài chính gì ta? Thì nói chung là tất cả những cái dữ liệu nào mà Kit có thể đọc được cho mọi người thông qua cái dữ liệu lần này thì Kit sẽ cố gắng đọc cho mọi người nhé. Trước tiên mình uống một miếng trà để mình lấy hơi. Ok. Ủa sao tự nhiên cái đúng là trời gần sáng á. Cho nên ok, rồi bây giờ Kit sẽ bắt đầu. Kit hơi có một cái sự lo đãng nhẹ. Cắt. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem bắt đầu vào cái phần của ngày hôm nay. Và đầu tiên á, thì Kit cũng mong muốn check năng lượng cho mọi người ngay cái lúc này để xem cái tình huống hiện năng lượng hiện tại của các bạn như thế nào khi nghe trả bài này ha. Và đây là một cái trả bài chung cho nên sẽ có rất là nhiều người xem chọn tụi bài chung với các bạn. Cho nên chúng ta hãy chắt lọc và đón nhận năng lượng của mọi người tùy theo tình huống của mọi người nha. Ví dụ có 10 ý thì mình cảm thấy 3-4 ý nó phù hợp với mình thì mình đón nhận nó, và dựa vào cái mức độ đó mình sẽ có thể là check trên cái năng lượng của bạn và những cái tình huống nó diễn ra như thế nào. Ok. Oh, sorry, lòng mình thay nhảy. Ok, bây giờ là Kit sẽ check năng lượng cho mọi người bằng bộ tarot này. Bộ tarot Guardian Angel này. Kit sẽ cho hai lá tarot. Hai lá tarot. Năng lượng của các bạn tụ 2 ngay cái lúc nghe trả bài này như thế nào. À, nó có tới 3 lá lận thôi. Tôi sẽ cho 3 lá và kèm với một cái lá Oracle ở đây. Năng lượng tụ 2 ngay cái lúc nghe trả bài này như thế nào. Lật lá này luôn. Separation. Seek up abundance. Xấu xô. Oh, seven of abundance. Bảy xô. Và eight of abundance. Tám xô. 6, 7, 8. Thăng tiến. Celebration. Thì với cái lá 6, 7, 8 xu này mà nó toàn xu không thì cái năng lượng của bạn nó thiệt biểu lộ về cái mặt vật chất tài chính rất là ổn định. Cho nên Kit cảm nhận nha, với cái việc mà về cái mặt tài chính công việc sự nghiệp này thì cái năng lượng của bạn đang hướng về ngay cái lúc này là nó đang ở tập trung một cái dự án cá nhân, xây dựng một cái điều gì đó cho bản thân. Và 6 và 7 và 8 xu này thì cho Kit cảm giác giống như là vũ trụ đang rót rất là nhiều sự nói chung Kit cũng thấy về vẻ ngoài, nó năng lượng vẻ ngoài của các bạn nó ngày càng nó được tỏa sáng hơn với cái lá celebration ở đây. Mặc dù cái bộ bài, cái hình ảnh của cái tụ hai này á nó là hình trắng đen, nhưng mà thật ra các bạn cũng không phải là cái cuộc sống của mình nó không phải phần trắng và đen không. Cứ thấy ngày càng cuộc sống của bạn nó đầy màu sắc, nó tô điểm cho cái bức tranh đơn giản của các bạn. Cứ thấy cái năng lượng của bạn sẽ và đang hướng về những cái sự khám phá. Nói chung á là vũ trụ sẽ cho bạn những cái cơ hội, cái năng lượng của bạn hướng về cái việc mà gọi là có thể mở rộng cái bước chân của mình tới nhiều địa điểm hơn, tới nhiều nơi khám phá những cái điều lý thú hơn. Và cái last celebration này thì Kit thấy bạn đang ở trong một giai đoạn khá là đẹp ở mặt năng lượng của các bạn ngay khi các bạn nghe cái trả bài này. Tại vì Kit thấy ánh trăng nó cũng khá là quan trọng ở đây. Kit nghĩ rằng là các bạn ở tụ thứ 2 này là một người sống rất là cảm xúc nha. Các bạn là người sống rất là cảm xúc.
Là một cái người mà gọi là có sự cho đi nè, với cái lá sáu xu này, năng lượng của bạn là khi thấy có sự cho đi, khi thấy có sự chia sẻ, có sự san sẻ. Và bảy bảy xu này cho cái cảm nhận được rằng là những cái điều mà các bạn đã đầu tư cho nó, đã vun vén cho những cái dự án, những cái dự định ấy á, tám xu là sẽ có được một cái thành quả rất là tốt đẹp. Thực ra cái thời gian này là thời gian để cho các bạn đón nhận, nhận lấy á, cái năng lượng của cái việc nhận lấy được những cái phước lộc, từ những cái phúc lộc từ vũ trụ mà muốn rót tới các bạn. Cho nên các bạn hãy cứ tạo nên những niềm vui bằng những cái sự không lo âu về vật chất tài chính. Nếu mà các bạn đang cảm thấy mình đang khá là có một chút xíu nó chưa có hanh thông về mặt tài chính vật chất á, thì trong tương lai của các bạn, khi sau khi nghe cái trả bài này thì mọi thứ nó sẽ thuận lợi hơn rất khá là nhiều, và mọi sự nỗ lực của các bạn sẽ được vũ trụ đền đáp một cách xứng đáng khi các bạn kiên nhẫn. Với cái lá bảy xu này thì cho Kit cảm nhận rằng là kiên nhẫn thêm một chút xíu nữa thì thành quả sẽ tới, và các bạn sẽ cảm thấy cái trái ngọt này rất xứng đáng để chờ đợi. Hãy tận hưởng nó, celebration. Ngay cái lúc này năng lượng của bạn hãy celebration, hãy vui vẻ, hãy tận hưởng. Và cái thế sẽ có nhiều cuộc vui, và cũng như có nhiều lời mời để các bạn có thể vui vẻ đi chơi, hay là những bữa tiệc nào đó sẽ xuất hiện khá là nhiều trong thời gian tới. Đó là đối với cái năng lượng của các bạn khi nghe trả bài này nhé. Ok, bây giờ Kiết sẽ xin bắt đầu vào cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là bạn đang trong tầm ngắm của ai. Thì với cái trả bài này là Kiết sẽ không có quy cách nào hết, Kiết sẽ đi một cách random nhất những cái dữ liệu ha. Nho trân châu. Những cái thông điệp nó lên như thế nào á thì Kiết sẽ xem như thế đó. Ok, bây giờ cái sẽ đi cái bộ claw card này đầu tiên để xem là sắp tới á, hoặc ngay cái lúc này bạn đang và sẽ ở trong cái tầm ngắm của ai. Cái có hai cái lá luôn cho nên cái sẽ đọc từ từ. Cái lá đầu tiên là cú đích, vạch đích. Cái lá hai là cloud, thì nói chung là cái thấy á là có một cái điều gì đó về cái tầm ngắm. Nói chung cái tầm ngắm này nó nói về một cái sự vật, sự việc. Nói chung cái này nó nói về một cái điều nào đó, cái tầm ngắm của cái điều đó. Ví dụ như các bạn đang mong cầu về một cái dự án học bổng, hay là một cái khoản tiền, hay là một cái khoản nào đó mà các bạn đang ở một cái vạch đích gần kề rồi á. Vì có lá cloud này cái thấy là nó vẫn còn chưa có tạo được hình dáng thôi, nhưng mà với cái lá dash này thì cái nghĩ rằng là cái tầm ngắm của các bạn á, mà các bạn đang ngắm tới á, chứ không phải là, và cái điều đó cũng đang ngắm bạn. Tức là bạn ngắm cái điều đó, xong cái điều đó cũng đang ngắm chờ đợi bạn. Thì cái đấy chỉ cần kiên nhẫn như cái nói ấy, thì nó sẽ có một cái sự mà gọi là thành hình. Bạn nên trong tầm ngắm có một cái sự kiện, một cái dữ liệu, một cái điều nào đó nó bạn sẽ thực hiện được và nó sẽ trở thành sự thật. Cái tầm ngắm này nó nói về cái một cái sự việc đang chờ đợi các bạn. Cái tầm ngắm đầu tiên á là một cái điều mà đang chờ đợi các bạn. Ồ, vậy thì có thể là nếu mà ở đây mà ai đang săn một cái điều gì đó, hoặc là một cái vận may, một cái cơ hội nào đó, nó bạn đang chờ đợi cái điểm đó, thì cái điểm đó nó cũng đang chờ đợi bạn luôn. Vậy thì thời gian sẽ trả lời cho cái câu hỏi này. Tầm ngắm đầu tiên đó chính là thời gian đang ngắm bạn. Bạn có ngắm thời gian, nói chung hai người đợi nhau đúng thời điểm, cái là mùa cây trĩu quả, giống như là mỗi cái gieo trồng này ở mặt năng lượng nó cũng cần phải có thời gian để nó vun vén chăm sóc, từ nảy mầm nảy lọc, từ từ chăm sóc nó thì nó sẽ cho ra trái. Một cái thành quả đang ngắm bạn, cho nên cứ tiếp tục đi ha. Nói chung mình kiên nhẫn thôi, mình cứ tới một cái thời điểm mình sẽ gặt hái và bội thu. Cái sẽ đi tiếp theo bằng bộ tarot này. Bạn đang trong tầm ngắm của ai? Vậy thì tụ hai nó sẽ, điều đầu tiên cái tầm ngắm của bạn nó nói về một cái sự việc, một cái sự vật, một cái kết quả, một cái thành quả đang chờ đợi bạn, đang ngắm bạn á. Khi sẽ cho bốn lá tarot. Bạn nên trong tầm ngắm của ai?
Khi đang chờ đợi bình minh vậy gọi. Ôi nó có 5 lá luôn. Cái bạn tụi hai được hơn nhiều lá lắm luôn á. Nhiều lá lắm. Nhiều thứ đang chờ đợi các bạn đó nha. Kid sẽ đi từ từ đi. Khi đầu tiên là The Sun, trời ơi. Kid đang nói bình đang bình minh đang chờ đợi bình minh đang phải gọi. Mà bây giờ là trời chưa sáng nha. Nói chung là đang từ từ cái khởi khắc là chuẩn bị mặt trời ló dạng thôi. Gần kiên nhẫn ngắm một cách trọn vẹn. Cái sự thành công đang ngắm bạn, King of Swords. Ok, cái tầm ngắm của các bạn có liên quan về một cái năng lượng người King of Swords, giống như một cái người đang giống như đầu tư cho bạn, nỗ lực cho bạn, giống như không biết ai nhân vật đầu tư cho bạn, nhiều khi cha mẹ bạn chẳng hạn. Nó liên quan về năng lượng King of Swords, họ đang mong chờ cái thành quả của các bạn. Six of Swords ở phương xa nữa hả? Oh, bạn ở trong tầm ngắm của cái những người mà đang ở xa luôn, đang chờ đợi bạn. Có thể là gia đình, hoặc là có liên quan nghe về cái việc định cư, hoặc là có thể là bạn đang trong tầm ngắm đang sự chờ đợi về cái việc mà gọi là di chuyển định cư ở một cái nơi khác á, thì sắp tới nó sẽ có một cái tín hiệu tốt về cái kết quả và họ đang chờ đợi cái ngắm bạn vì cái việc này. Five of Swords và Four of Swords, cái thấy á, bạn đôi khi bạn sẽ đấu tranh tư tưởng. Sao dữ liệu cho Kid random nha. Năm kiếm thì Kid cảm thấy là đôi khi bạn cũng có một chút xíu hụt hơi trong cái hành trình này. Thực ra Kid thấy bạn cố gắng và mọi người ở đây đều cố gắng rất là nói chung là dù có vấp ngã cũng gắng mà cố gắng mà đứng lên, nhưng mà đôi khi cũng kiểu giống như là cũng bị khuất phục đôi chút bởi cái tình huống nó diễn ra và nó khiến cho các bạn là cảm thấy bị lạc lối sometimes. Khi cảm nhận á, đôi khi bạn cũng ngại á mọi người, đôi khi bạn cũng sợ làm người khác phiền muộn ấy. Các bạn sợ cái nỗ lực của các bạn nhớ chưa đủ, hay là các bạn không muốn phụ lòng những cái người đã tin tưởng bạn, cho nên đôi khi á thì cái cảm nhận thế này nè, nghĩ thoáng hơn thì cái thấy á là họ cũng có kỳ vọng á bạn, những cái người mà bạn đang ở trong tầm ngắm của họ, họ có kỳ vọng á bạn, nhưng mà họ không có thúc ép bạn quá mức. Tiếp thấy có cái lá năm kiếm này cũng chính do những cái suy nghĩ của chính mỗi người nghe cái trả bài này cảm thấy là mình phải thúc cái bản thân mình phải cố gắng ấy. Cho nên nhưng mà cái lá bốn kiếm này thì giống như một cái lời nhắn gửi từ cái tình huống, từ những cái người mà bạn ở đang trong tầm ngắm của họ, chỉ muốn nói là bạn cứ từ từ thư giãn đi, thoải mái thôi, bình minh thì cũng sẽ sáng. Bạn cũng không cần phải cố gắng mà kéo một cái dây chun nó bị căng quá đâu, không cần phải quá căng thẳng. Lời khuyên là không nên quá căng thẳng trong cái tình huống hiện tại, vì cái thấy kết quả sẽ rất là tốt. Cái thấy kết quả sẽ tốt, có thể là cái tầm ngắm này cũng liên quan về những cái vấn đề học tập, chờ đợi một cái cơ hội như thế nào đó, nhưng mà cái thấy nó sẽ có một kết quả khá là tốt, vì có cái lá King of Swords này thì mang một cái phương diện là có một cái sự đề bạt tin tưởng ở bạn rồi. The Sun là cái thấy khả quan rất là tốt, nhưng mà mình vẫn có những cái suy nghĩ trong đầu. Năm kiếm nó tự tạo cho mình những cái đấu tranh nội tâm á. Thì thôi, những người xung quanh đang muốn nói với các bạn á là cứ thư giãn, thoải mái đầu óc, không nên quá căng thẳng cho cái giai đoạn hiện tại. Cái điều bạn cần ngay cái lúc này là nghỉ ngơi, thư giãn hơn. Ok, bây giờ Kiss sẽ đi tiếp vào cái phần tiếp theo của các bạn. Bạn đang trong tầm ngắm ấy, vậy thì cái điều mà bạn cần nên làm trong cái tình huống hiện tại ngay cứ khi nghe cái trả bài này là như thế nào? Khi thấy cũng liên quan về cái sức khỏe tinh thần của các bạn, cần phải nghỉ ngơi chút xíu cho nó nhẹ nhàng, nó có không gian cho mình dễ thở hơn. Ok, sắp tới speaker, nói chung là cái việc này á,
bạn đang trong tầm ngắm của những người mà khi thấy là bạn sẽ nói nhiều, để giống như là bạn ví dụ đi, bạn đang trong tầm ngắm, không phải ví dụ nha, khi thấy có liên quan về công việc nữa, giống như ví dụ các bạn đang nộp một cái nơi nào đó, hoặc là các bạn đang thử việc hay thử sức một lĩnh vực nào đó, nói chung khi thấy có liên quan về cái công việc, cái sự gì đó nó liên quan về cái mặt cá nhân của các bạn sẽ nói khá là nhiều, giao tiếp chia sẻ khá là nhiều, và bạn cũng nói lên những cái gì đó về kỹ năng nói á. Khi thấy bạn đang trong tầm ngắm của họ, cho nên bạn càng phải tự tin và thoải mái trong cách các bạn giao tiếp, các bạn nói ra cái tiếng nói, thì bạn cần phải vui vẻ nhẹ nhàng, phải có một cái vài sự hài hước ở trong đây nữa, chắc không nên quá căng thẳng nha tụi hai. Khi thấy bạn đang trong tầm ngắm của những người muốn đề bà các bạn lên, cho nên vô hình chung á thì các bạn lại cảm thấy đang tạo nên cho mình một cái sự đấu tranh là hơi căng thẳng chút xíu về đầu óc, thì bạn phải thoải mái thư giãn thì cái tài ăn nói của bạn mới được phát triển phát huy tốt nhất trong giai đoạn sắp tới. Cứ xem tiếp. Hơi cứng nha, hơi vướng nha. Ok, cứ xem tiếp cho mọi người đi. Bạn đang trong tầm ngắm của ai? Coi có dữ liệu tiếp theo nào mà vũ trụ muốn nói cho các bạn hay không. Nói chung kết quả các bạn sẽ đạt được nó là cái lá đờ xanh này. Chỉ là trong cái lúc này á, tôi có cái cảm giác là nói chung cái năng lượng của bạn trong cái hành trình này bạn cũng đang rất cố gắng, nhưng mà đôi khi năng lượng nó bị trồi lên và nó lại rớt xuống ấy, thì mình cần phải có thời gian để mình relax, mình thư giãn cho chính mình được cảm thấy nó thả lỏng. Ask for what you want. Ok, thì thế này nè. Let the universe and other people know what you need. Bạn cũng phải cần, ok, mọi người cần ở bạn là điều gì bạn cũng thể hiện được hết, nhưng mà bạn cũng cần phải nói ra cái tiếng nói của mình là cái bạn cần. Cho nên là cứ thấy đôi khi có những cái đối tượng, có những cái người mà kỳ vọng các bạn, mà đang trong tầm ngắm của những người đang kỳ vọng bạn, thì bạn cũng cần phải nói ra những cái điều mà bạn cũng vẫn phải có cái đòi hỏi cho bản thân mình, cái mà bạn muốn ngay cái lúc này là gì. Ví dụ và tầm ngắm của những cái người đề bà các bạn đó, đôi khi là họ muốn thúc các bạn nhiều, thì mà bạn cũng kiểu cố gắng hết sức mà bạn cũng không nói ra, thì cứ thấy sắp tới vũ trụ sẽ cho các bạn cơ hội để nói ra những cái điều mà các bạn mong muốn ấy, để cho mọi thứ nó được cân bằng lại, nó cảm thấy là nó không bị đi quá xa, và nó làm hạn chế lại cái tài năng của các bạn. Cứ thấy là các bạn cần phải thoải mái mới bộc lộ được những cái năng khiếu của chính mình, còn khi căng thẳng quá thì các bạn lại lạc lối chút xíu ấy mọi người, ở tụi hai. Ok, vậy thì không biết sao, thì đúc kết lại thì các bạn sẽ có một cái sự đề bạc khá là tốt, cho nên các bạn cũng đang chuẩn bị rất là nhiều thứ, cái thấy nó cũng các bạn cũng cố gắng nhiều. Ok, vậy thì đi tiếp đi, để coi dữ liệu tiếp theo nó dẫn tới cái gì nữa nha. Nãy giờ chưa thấy tình cảm, cái chỉ thấy nó liên quan về cái gì đó, nó về phát triển cái khả năng, cái tài năng của các bạn, và được người khác trọng dụng ấy mọi người, có tiềm năng được nhìn thấy, được mọi người trọng dụng và đề bà các bạn. Nhưng mà cái tình huống hiện tại thì các bạn vẫn còn có nhiều sự leo thang về mặt cảm xúc. Talk to God, những cái lúc như thế này thì chúng ta chỉ nói chuyện với Thượng Đế thôi. Số 11 là cái số của Ascend Master, thì thiết nghĩ rằng là các bạn chỉ cần tĩnh tâm, các bạn cũng không cần phải kiểu giống như là giống như manifestation vậy đó. Các bạn mong muốn điều gì thì các bạn chỉ cần tĩnh tâm, mình có thể ngồi thiền, rồi có thể ngồi zen đi đâu đó, một cái không gian nào đó, rồi sau đó mình lắng nghe nội tâm, và mình kiểu giống như là talk to God, nói về những cái ý muốn của mình. Ví dụ trong một cái công việc, một cái hành trình, một cái dự định nào đó đi, các bạn cũng cần phải có, ví dụ như các bạn mong muốn có thời gian để nghỉ ngơi, để relax, thì các bạn cũng cần phải thiết nghĩ á,
Bạn đang trong tầm ngắm của vũ trụ, của thượng đế, của các đấng bề trên, của các thiên thần, của các tổ tiên, của các bạn đang nhìn bạn. Họ ủng hộ bạn rất là nhiều và họ biết cái khả năng của bạn và họ muốn thúc đẩy các bạn lên một cái vị trí mới, một cái bậc cao mới. Như thấy á, là tại vì trong cái giai đoạn trước vừa qua là bạn cũng kiểu giống như là mình hay gọi là ăn yên phận. Nhưng mà thật ra các bạn có rất là nhiều cái tiềm năng, cái kho tàng, cái tài năng của các bạn. Thì những cái tổ hợp của những cái năng lượng này họ muốn thúc các bạn phát triển nó ra và ngày một thăng tiến hơn. Nhưng mà đôi khi cái năng lượng nó nhanh quá, nó lại khiến cho các bạn cảm thấy là lose control, mất kiểm soát, cái vô lăng á, nó bị rung lắc, nó hơi chưa có được gọi là một cái sự vững, nắm chắc tay lái. Thì ok, cứ xem tiếp đi. Bộ Amira đi. Bạn đang trong tầm ngắm của ai? Nhưng ok, bây giờ bỗng dưng á thì cái ok, để xem lại, xem thêm. Ok, giờ cái này về mặt tình cảm nha. Cái thấy bạn trong tầm ngắm của những cái đối tượng cũ tiếp tục luôn, kiểu những cái người yêu. Không, thật ra thì Kit cũng cảm nhận nha. Dù các bạn là cũng là một cái tuýp người rất là dễ thương ấy. Mình dùng những cái từ dân dã thôi, cái thấy cũng khá là dễ thương. Dù là không còn tương tác với những cái người cũ nữa nhưng mà các bạn vẫn rất là lịch sự và cũng xem họ là bạn rồi. Họ có gì có cần sự giúp đỡ bạn cũng sẵn lòng, bạn chia sẻ. Nói chung là bạn đang trong tầm ngắm của những cái người mà ủng hộ các bạn, những cái người cũng là năng lượng cũ ấy, người xưa, người cũ, cái người trong quá khứ ấy. Nhưng mà họ vẫn nhìn về bạn, nhưng mà ở một cái phương diện là họ muốn động viên các bạn nhiều lắm. Hoặc là những người bạn, bạn cũ. Bạn đang trong tầm ngắm của những người bạn học cũ, bạn cũ hay là những người lâu rồi chưa gặp. Past love. Kiếp cũng nghe được những cái nhân duyên tiền kiếp cũng đang chuẩn bị xuất hiện nếu bạn còn độc thân. Còn bạn nếu mà đang có tương tác, đang có đối tượng thì cứ thấy cũng có những cái câu chuyện của những cái người cũ cũng đang trong tầm ngắm của họ. Tại vì nhưng mà cái thấy năng lượng độc thân của cái trải bài tụ hai này nhiều, tại vì khi thấy có cái lá là trên queen, bạn cũng trong tầm ngắm của nhiều người chuyện tình cảm, nhưng mà không biết sao khi chỉ cảm nhận rằng là cái vị thế mới là cái mà bạn đang muốn phát triển nhiều hơn. Nhưng mà trong chuyện tình cảm thì có rất là nhiều cơ hội đang tới, thì bạn đang trong tầm ngắm của những cái người giống như là quét mạng xã hội, web app ấy, thì kiểu giống như là người lạ, người quen gì mỗi lần thấy bạn á, họ đều muốn hẹn hò với bạn. Nhưng mà Kiết chỉ cảm nhận là dating queen, nữ hoàng hẹn hò thôi. Kiết cũng cảm nhận là bạn cũng đang có một vài đối tượng cũng đang gọi là open các kiểu, xong rồi cũng thử tìm hiểu những cái đối tượng ấy. Thì tất nhiên là bạn đang trong tầm ngắm của những đối tượng ấy và họ cũng đang xem thử ra làm bạn đang như thế nào. Thì Kit có một cái dữ liệu về người phương xa. Có vẻ như tầm ngắm của nếu yêu xa ấy, tầm ngắm yêu xa của một tương tác ở xa cũng đang nhìn về bạn và sắp sửa là họ có một cái chuyến đi nào đó, một cái chuyến đi để gặp bạn ấy. Hoặc là bạn sẽ có một chuyến đi để gặp họ. Nói chung cái tầm ngắm ngoài cái tương tác cũ, tình cảm cũ ấy, thì cũng có tương tác kiểu như hiện tại ấy, mọi người ở xa, yêu xa hay là gì đó, người ở xa đó sẽ có một cái chuyến đi gặp gỡ nè. Bạn đang trong tầm ngắm của những người xa, tức là cái cảm nhận rằng ở đây là có một cái sự thôi thúc nôn nóng muốn gặp gỡ nhau trong giai đoạn sắp tới hoặc là ngay hiện tại. Kiếp cũng nghe được các bạn sẽ nhận được một cái lời mời. Một cái lời mời có thể là du lịch hoặc là công tác hoặc là như thế nào đi xa, và cũng đó là một cơ hội để các bạn gặp được cái đối tượng mà bạn ở trong tầm ngắm của họ. Mà họ có trong tầm ngắm của bạn thì sao, ai biết được. Cái đi tiếp với dữ liệu của bộ Roman Angel đi. Bây giờ mới bắt đầu lên cái sự tình cảm ở đây.
Very soon thôi, sớm thôi. Sao nghe cái trải bài này chắc tầm mấy tuần cái là có cái sự kiện gặp gỡ hà. Chứ nghĩ cái tình cảm của tụi hai này các bạn không có cần phải lo lắng. Và cái tầm ngắm của các bạn ở trong họ, bạn cũng khá là được đẹp mắt ấy. Họ rất là thích cái vẻ ngoài, cái sự năng nổ, cái sự nhiệt huyết, cái sự đẹp. Khi thấy các bạn đẹp nha, đẹp về mặt năng lượng luôn. Nó khác với cái tụi một, nhưng mà tụi một cho người ta cảm giác là 7 phần là có một sự người ta hiểu lầm, 3 phần là người yêu mến. Thì các bạn ở đây chiếm trọn tới gần như là toàn vẹn cái sự yêu mến từ những cái người mà ở trong tầm ngắm. Thì người mới, người cũ hay bất cứ người nào họ đều yêu mến các bạn. Cái thấy bạn dễ thương lắm, cung lửa đây cũng nhiều. Sư tử bạch dương nhân mã. Và ngoài ra cũng có cung nước là song ngư, bọ cạp. Tự giải không, bọ cạp thì cũng ít được yêu thích lắm. Còn nếu mà cung đất thì Kít cũng thấy có kim ngưu. Rồi vậy đi, nói chung là những cái cung mình nói sơ sơ cho vui vẻ thôi, chứ nó cũng tác động gì nhiều. Nói chung sớm thôi sẽ có một cái cuộc gặp gỡ với một cái đối tượng. Nói chung một cái chuyến du lịch hay là một cái chuyến nghỉ dưỡng nào đó di chuyển liên quan đến gặp gỡ ấy. Đúng là trong tầm ngắm nó gặp được liền luôn. Và ngoài ra vũ trụ cũng thấy bạn rằng là positive thinking and fate will bring you romance. Với cái suy nghĩ tích cực và có lòng tin sẽ đem tới cho bạn một cái sự lãng mạn. Nói chung là vũ trụ với cái lá bài này cho tình cảm thì cứ thấy bạn cũng khá là lạc quan cho chuyện tình cảm. Dù nắng hay mưa, dù gái hay trai, dù đắng hay ngọt, dù bất cứ cái gia vị nào bạn đều cảm nhận nó có một cái đẹp riêng. Cho nên cứ thấy cái tụ thứ hai là cái tụ mà muôn màu muôn vẻ mọi người. Nhìn có vẻ như chọn trắng đen vậy thôi, chứ thực ra trắng đen chỉ biểu thị cho cái năng lượng là các bạn mong muốn sự đơn giản trong cuộc sống. Nhưng mà thực ra cái thế giới quan của các bạn nó màu sắc lắm, nó đa dạng lắm. Cho nên cuộc sống sắp tới các bạn nó sẽ còn nhiều màu hơn, nó đa sắc hơn, nó có nhiều sự hanh thông vui vẻ hơn. Cho nên chỉ có một cái duy nhất đó là cái thấy là bạn cần giảm đi cái sự lo lắng về cái mặt kỳ vọng từ những người khác nhìn vào bạn. Bạn cũng không cần phải quá căng thẳng về những điều đó. Họ cũng mong muốn các bạn thư giãn chút xíu đi, cũng không cần phải lo lắng nhiều đâu. Mặc dù người ta cũng thấy được bạn có những cái tiềm lực, tiềm năng, người ta cũng thúc đẩy bạn lên. Nhưng mà đôi khi các bạn cũng cần phải nói lên những cái điều mà các bạn cần và các bạn mong muốn để cho các bạn cảm thấy thoải mái nhất, để có thể các bạn phát huy được nhiều nhất cái tiềm năng, cái tài năng của các bạn ha. Cái sẽ đi tiếp. Ủa hết bài rồi, còn bộ nào nữa chưa lên ta? Hình như lên hết rồi đó. Cứ đi bộ này đi. Có cái điều gì nhắn gửi cho các bạn tụ hai nữa. Bạn đang trong tầm ngắm của ai á? Nói chung tụ hai cũng khá là nhiều đối tượng cụ thể, nhưng mà nó sẽ focus vào cái sự đề bạc. Và ngoài ra thì trong chuyện tình cảm thì cái gì nó ở xa cũng là trong tầm ngắm của những người ở xa. Nhưng mà mọi người cảm thấy ủa tôi độc thân chưa có ai ở xa thì đôi khi người ta cũng âm thầm quan sát thôi, bạn cũng chưa để ý. Nhưng mà nếu mà khi bạn để ý rồi thì bạn ngẫm đi thì cũng có đấy. Cái đối tượng xa, khoảng cách địa lý, khác vùng miền. Nhưng mà sẽ gặp nhau. Ok, cái điều mà tiếp theo mà vũ trụ muốn nhắn gửi tới các bạn là spiritual growth. Bạn đang càng ngày càng nhận thức và nâng cao được cái trực giác của mình. Với cái spiritual growth thì cái sự cảm nhận là bạn nên năng nổ đi những cái nơi thiêng liêng nhiều hơn, để cho các bạn có được một cái sự bình yên, nhẹ nhàng về mặt cảm xúc. Nhưng mà spiritual growth cho thấy cái cảm nhận là bạn cũng khá gần gũi với các spirit team của mình, với cái đội đứng bảo hộ tâm linh của các bạn, với những cái đội hướng dẫn của các bạn. Và thiên thần luôn luôn cho bạn thấy được những cái thông điệp, những cái dấu hiệu thông qua những con số lập, và cũng giống như là thông qua những cái dấu hiệu lặp lại liên tục ấy. Hãy để ý những cái điều gì nó cứ lặp lại đi, thì đó là cái dấu hiệu mà các thiên thần muốn connect với các bạn, muốn động viên với các bạn là đừng lo lắng. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Ok rồi, Kiss sẽ cho thêm. Có một bộ này chưa lên nhỉ? Cũng lên rồi nhưng mà cho thêm đi.
Let go. Khi thấy các bạn cứ đi về phía trước hả? Ok, nhưng mà thế này nè, walk away from this situation in order to resolve it. Khi nghe trải bài này thì Kit nghĩ rằng các bạn có những cái lo lắng nhất định, các bạn đã có những cái căng thẳng, các bạn đã có những cái điều mà nó thắt chặt các bạn lại. Thì Kit nghĩ là sau cái trải bài này mọi người sẽ cảm thấy thoải mái, tự do. Các bạn sẽ nghĩ là ủa, thật ra có cái sự đấu tranh bên trong mình nó cũng do mình tự tạo những cái bức rào, tự tạo ra những cái sự xuyên thấu á, là những cái lưỡi gì đó nó chỉ vô, cũng mình nên là một cái người mà gọi là tự cởi trói bản thân mình, cũng không nên chờ đợi ai để cởi trói các bạn. Thì cái thấy cái nội tâm của các bạn nó cũng hơi phức tạp, cho nên bạn cần phải làm gọn nó, đơn giản hơn và nhẹ nhàng hơn, nhìn mọi thứ nó tiến triển một cách nó dịu kha hơn, vui vẻ hài hước hơn chút xíu. Đừng có đánh mất sự hài hước của mình tụi hai. Tìm lại đi, hãy tìm. Ký sẽ xem một lá trước khi kết thúc cho các bạn tụi hai. Vậy thì cuối cùng nữa, bạn cũng đã đang ở trong tầm ngắm của ai nữa đi. Ý nãy giờ cái bộ này chưa lên nha. À, bộ này lên rồi. Cuối cùng thì cái điều gì mà tầm ngắm mà các bạn đang ở trong đó, hay là ai trong ngắm với ai hả? Trời, take no offense. Thôi hãy cứ là nữ hoàng của chính mình đi mấy má. Kiểu như mà tự tin là cái chìa khóa của thành công. Và đặc biệt là Kit thấy á, là đi đâu được săn đón á, nói chung cũng được hậu thuẫn. Và Kit cũng cảm nhận là cái sự may mắn của các bạn nó cũng được được các vũ trụ bề trên bảo toàn số điểm. Mà các bạn cứ bị ô dè nha, lo lắng thái quá. Cho nên tầm ngắm ở đây thì Kit thấy cũng nhiều khi các bạn tưởng tượng là các bạn đang trong tầm ngắm và những cái người đó kỳ vọng các bạn quá nhiều, rồi các bạn sợ là người ta đánh giá bạn như thế này khi không được đúng đắn như thế nào, rồi bạn bị mất sợ, mất hình tượng đó. Thì khi thấy là mọi người ta vẫn khá là bình tĩnh, ta cũng khá là chill, chỉ có mình tự cảm nhận là mình vậy thôi. Chứ khi mà người ta nói ra thì các bạn cũng có thấy bất ngờ là người ta cũng có những cái suy nghĩ rất là tốt về các bạn mà. Nhưng mà sắp tới sẽ vượng ăn nói nhiều, cho nên mình thoải mái nhất khi được là chính mình, chứ cũng không nên làm cho bản thân mình phải cố trở thành một cái điều nào đó để làm hài lòng tất cả mọi người. Thì thấy cái phiên bản tốt nhất là khi các bạn thoải mái nhất, và chính cái điều đó bạn sẽ thể hiện được nhiều năng lực của chính bản thân mình hơn. Có tròn lá đi trước khi kết thúc trải bài. Children, như những đứa trẻ đi, thấy chưa? Các bạn chỉ cần là đứa trẻ bên trong của mình, giống như là vui vẻ, thoải mái và tung quẩy lên, là các bạn sẽ đạt được rất nhiều thành công và thành tựu. Bạn đang trong tầm ngắm của những cái người mà đề bạt bạn, cho nên người ta muốn thấy bạn vui vẻ tự nhiên, chứ người ta không có muốn kiểu giống như là nếu mà người ta thấy bạn không thoải mái như thế này thì người ta cũng ước rằng thôi, người ta cũng không có phải đề bạt làm cho bạn cảm thấy mình bị gò bó đâu. Cho nên những cái người mà đang ngắm bạn, họ cũng mong muốn bạn thoải mái và vui vẻ như là một đứa trẻ thơ như vậy nè. Họ thích bạn vì cái năng lượng này, cho nên bạn hãy thoải mái nhé, đừng căng thẳng ô dè nhiều quá tụi hai nhé. Ok, Kit cảm ơn tất cả các bạn ở tụi thứ hai. Hy vọng các bạn nghe cái trải bài này, các bạn sẽ được giải tỏa được những cái phần căng thẳng mà các bạn đang có trong cái giai đoạn này. Thì hy vọng mọi người sẽ luôn yêu thích Kit, và cũng giống như là giúp cho kênh của chúng ta ngày một phát triển, mọi người có thể donate cho Kit qua các tài khoản ngân hàng. Kit sẽ để thông tin ở dưới phần bình luận nhé, phần timestamp, phần description. Và ngoài ra, nếu mọi người có muốn like và share, chia sẻ cái thông điệp này tới với những cái người cần thiết, hãy nhớ like và share và nhấn nút like cho mọi người cùng xem nhé mọi người. Ok, hẹn mọi người vào những trải bài tiếp theo. Good luck, have fun. Hello mọi người ở tổ thứ 3. Thì lúc này thì bình minh cũng bắt đầu ló dạng ở phía sau lưng Kit rồi. Không biết mọi người có thấy rõ không, chứ hiện tại thì Kit thấy khá là rõ cái cảnh trời đang dần sáng lên. Thì Kit muốn đặt cái máy quay cho cái video ở cái tủ 3 này, cho cái lúc mà cái bầu trời của chúng ta nó dần chuyển sáng lên từ màn đêm và thắp lên ánh bình minh. Và bởi vì cái tủ thứ 3 của chúng ta là cái tủ mà nó có một cái ánh sáng bình minh hay là hoàng hôn như thế này nè, rất là đẹp. Cho nên là Kit cũng mong muốn chờ đợi một cái bầu trời nó
chút xíu nữa thôi cũng sẽ có một cái màu tương tự như thế này. Kit hy vọng là vậy. Ok, và Kit là người cũng đã chọn tụ ba luôn. Và tại vì á, lúc mà khi mà chọn tụ bài á, mà trước khi mà vào chọn tụ á, thì Kit có ngắm là mình có thể mình chọn tụ 2. Nhưng mà sau khi mình nhắm mắt lại và lại thôi thúc, khi mà mở mắt ra á, thì cái hình ảnh tụ 3 của cái ánh sáng của cái bình minh này, nó lại thôi thúc, nó kêu gọi Kit khá là nhiều. Cho nên Kit đã chọn cái tụ 3 này cùng với mọi người. Wow, cảnh trời đang dần sáng lên khá là đẹp. Và nó cũng giống như cái màu của cái Chanel này, cho mọi người thấy rõ. Ờ, vậy đi cũng ok. Rồi, bây giờ với cái trải bài của ngày hôm nay, cái trải bài mang tên là bạn đang trong tầm ngắm của ai, thì cái việc tầm ngắm này á, nó sẽ có rất là nhiều khía cạnh trong những tất cả các lĩnh vực, từ đời sống nè, tới công việc và ngay cả chuyện tình cảm nữa. Thì với cái chủ đề này á, cái sẽ không có focus vào nhất định vào một cái câu chuyện nào đó một cách rõ ràng nhất. Khi sẽ đi những cái thông điệp nó random, đi những cái thông điệp mà nếu vũ trụ cho chúng ta thấy được những cái điều gì thì Ký sẽ cho mọi người nghe được cái điều đó. Nhưng mà trước tiên á, thì Ký sẽ check năng lượng cho mọi người khi nghe cái trải bài này ngay lúc này đang như thế nào. Và vì cái trải bài này á là một cái trải bài mà gọi là có rất là nhiều người nghe, cho nên mọi người có thể đón nhận những cái thông điệp này nó tích cực, nó chọn lọc. Nếu mà khoảng 100% đi thì tầm đôi khi khoảng 60% nó trùng hợp, nó phù hợp với cái năng lượng của các bạn, thì hãy đón nhận nó nhé. Ok, bây giờ Ký sẽ cho mọi người vào trải bài về check năng lượng. Và bây giờ Ký sẽ sử dụng hai lá bài tarot của cái bộ Garden Angel này cùng với một lá oracle để check năng lượng cho mọi người nghe cái thời điểm nghe cái trải bài tụ ba này nhé. Trời lên rồi, đẹp quá, sự chờ đợi không hoài công. Tụ ba, cái năng lượng hiện tại khi nghe cái trải bài này của các bạn như thế nào? Bây giờ 5:45. Kính chào mọi người xem nha. Nine of Emotion, chính ly. Kính chào ba lá tarot luôn, tại vì vũ trụ có vẻ như là cho nó dính hai lá bài dính vô nhau. Bây giờ cái sẽ cho thêm một cái lá oracle đây nữa. Bạn đang ở trong tầm ngắm của ai? Nhưng mà trước tiên mình đang check năng lượng ngay hiện tại cho các bạn mà. Ok, cái sẽ cho mọi người xem tiếp. Cái lá tiếp theo là cái lá Creativity and Abundance. Wow, và cái lá này là cái lá Magician. Oh, không, cái lá này là cái lá The Emperor, chứ không phải là lá Magician. Nhưng nó cũng có gợi nhắc cho cái về Magician. Thì High Priestess. Oh, soulmate. Ok, về cái năng lượng hiện tại của các bạn khi nghe tụ thứ ba này á, khi điều đầu tiên khi thấy là chính ly, một cái lá mà của cái việc mà gọi là các bạn cảm thấy đủ đầy, cảm thấy khá là hài lòng. Mặc dù 10 ly sẽ là một cái lá nói về cái sự trọn vẹn nhất từ 1 tới 10 trong một cái bộ bài tarot, một cái nhóm á, thì số 10 sẽ là một cái nhóm trọn vẹn, hoặc là một cái nhóm kết thúc, hoặc là một cái nhóm hoặc là con số của cái việc mà mình complete một điều gì đó. Nhưng mà Kit là cảm nhận cái số 9 ở đây á, nó nói về một cái sự mà gọi là sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng đổi mới. Và đặc biệt về mặt cảm xúc thì Kit thấy á, cái năng lượng lúc này của các bạn nó nhìn đời, nhìn sự vật sự việc, nhìn cái khung cảnh xung quanh với con mắt biết ơn.
với con mắt của lòng tri ân, với cái đôi mắt của sự đủ đầy, với cái đôi mắt của sự hài lòng, và các bạn cảm thấy là các bạn hầu như đã đạt được những cái điều mà các bạn manifest. Chứ thấy á, với cái lá creativity and abundance này, cái năng lượng hiện tại thì vũ trụ á cho các bạn một cái vị trí mà các bạn hằng ao ước. Nếu mà các bạn ở đây vẫn chưa đạt được cái vị trí này thì trong tương lai thì vũ trụ sẽ offer, cũng giống như là chính cái sức bền, cái sức lực, cái sự cố gắng không có ngại buông bỏ và làm mới và làm lại của các bạn á, và cái trực giác của các bạn với cái lá go within này, các bạn luôn đi sâu vào bên trong mình, tìm ra những cái điểm nào đó nó còn chưa có được show ra bên ngoài, và có những cái điểm nào đó mà cần phải cất giấu bạn lại á, các bạn cân chỉnh, các bạn làm việc, các bạn cảm thấy á, bạn chính là cái soulmate tuyệt vời nhất của chính mình, bạn cùng với đứa trẻ bên trong, cùng với đội hướng dẫn tâm linh, bạn cùng với cái tâm hồn của mình cùng nhau làm việc để giống như là đào thải những cái điều mà không phù hợp, và cũng giống như là đón nhận những cái điều mà các bạn cần phải có để phát triển cho cái hành trình linh hồn của các bạn. Với cái lá chính ly này thì Kit cũng cảm nhận được rằng là sẽ có một cái ly ngoài kia đang chờ đợi bạn, và các bạn sẽ đầy đủ cái bộ sưu tập này. Nhưng mà trước tiên á, với cái năng lượng hiện tại, với cái lá creativity and abundance này cho thấy các bạn cảm thấy hài lòng đủ đầy, và các bạn đang có rất là nhiều cái năng lượng của sự sáng tạo, của sự mà gọi là tạo lập được cái thực tại của chính mình. Các bạn là những người đang làm việc rất tốt rồi với thực tại của mình, với cái năng lượng của mình, và các bạn cùng với vũ trụ sáng tạo riêng cho cái cuộc đời mình ngay cái lúc này, và nó không còn bị lệ thuộc, tác động vào những cái Ajinomoto. Ok, thì Kí chỉ cảm nhận là các bạn sẽ tạo dựng được, tạo lập được cái địa vị, cái bản thân mà ngay các bạn thời điểm hiện tại là các bạn đang có ấy. Kí thấy các bạn rất là vững, và hãy cứ tiếp tục phát huy, cố gắng cái năng lượng này nhé các bạn tụ thứ ba. Vì Kí thấy cái soulmate tuyệt vời nhất đó chính là cái năng lượng, cái nhân vật nằm bên trong các bạn. Cảm ơn các bạn tụi ba đã luôn luôn mà gọi là tin tưởng vào bản thân mình và không bao giờ từ bỏ trước một cái chướng ngại nào hết. Và you did it, bạn đã làm được. Ok, thì việc sẽ đi vào cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là bạn đang trong tầm ngắm của ai. Wow, ánh sáng rất đẹp đúng không mọi người? Ok, bây giờ là cái sẽ đi cái dữ liệu một cách random nhất nha. Bây giờ là cái sẽ cho mọi người 4 lá bài tarot của cái bộ mà Thái Royal Thai Tarot này. Bạn đang trong tầm ngắm của ai? Ồ, có 5 lá luôn. Ok, có vẻ như khá là nhiều bài. Bây giờ cái sẽ đi từ từ vô luôn nha. Mình xào tới đâu mình đi tới đó ha. Bạn đang trong tầm ngắm của ai? Queen of Wands. Wow. Page of Wands. Queen of Swords. Oh my gosh. Bạn đang trong Wheel of Fortune. Wow. Và Knight of Swords. Ok, có 3 khía cạnh mà Kit cần phải đề cập ở đây. Thì ba cái tầm ngắm này nó ở ba nơi khác nhau, nhưng mà khi mà lên cái lá Queen of Wands và Page of Wands thì cái thấy á, bạn giống như là mother. Tầm ngắm của các bạn là những cái người trẻ hơn các bạn. Cái cũng cảm nhận là cái lá, với cái lá là Page of Wands này á, họ có những người ngưỡng mộ của các bạn có những cái cộng đồng riêng. Với cái lá Queen of Wands này thì cái cũng cảm nhận rằng là có rất là nhiều cái đối tượng, những cái người ở những cái độ tuổi khác nhau á. Cái không có biết là các bạn làm về những lĩnh vực nào, dù ở bất kỳ cái lĩnh vực nào thì cái thấy các bạn rất là được lòng những rất là nhiều độ tuổi, từ
Nếu mà mình nói bình thường là gọi là từ già tới trẻ luôn á, những người nhỏ và những người lớn tuổi đều rất là bị thu hút bởi bạn, và kiểu họ cũng khá là nếu mà người trẻ thì ngưỡng mộ cái tài năng của các bạn, cái con đường bạn đi, còn những người lớn tuổi hơn bạn á, thì họ cũng khá là khâm phục bạn vì ở một cái độ tuổi như thế này và bạn đã thực hiện trải nghiệm được rất là nhiều thứ mà họ vẫn có thể chưa từng trải qua. Thì cho nên nó bạn đang trong tầm ngắm và được quan sát theo dõi bởi những nhiều đối tượng ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Dù các bạn có làm ở lĩnh vực công việc nào, ở một cái môi trường như thế nào, thì cứ thấy bạn vẫn luôn có được một cái sự tôn trọng từ những người xung quanh dành cho các bạn. Với cái lá Queen of Swords này nữa thì có vẻ như là một cái tầm ngắm nha của những cái thấy có những người có tiềm lực đang muốn đầu tư vào các bạn. Và nên trong tầm ngắm của những cái người mà đang muốn đầu tư vào các bạn, Kiết không biết là đầu tư về điều gì. Có vẻ như Queen of Swords, một vài bạn ở đây mà liên quan tới bậc phụ huynh á, thì phụ huynh đang muốn đầu tư cho các bạn một cái, nói chung là về một cái môi trường nó tốt hơn, nó phát triển hơn, nó open hơn. Queen of Swords này thì cái năng lượng của một cái người, nói chung là mang một cái yếu tố là đang suy nghĩ á. Cho nên bạn đang trong tầm ngắm của những cái người mà họ đang suy nghĩ về bạn, họ đang có những cái ý tưởng dành riêng cho bạn. Nếu mà về mặt gia đình á, thì khi thấy có liên quan tới những cái người thân họ muốn thúc đẩy phát triển bạn ở một cái nơi, một cái lĩnh vực khác mới, hoặc là họ đang muốn nghe cái nguyện vọng của bạn để update cái bạn lên. Nhưng mà cái Queen of Swords ở đây thì Kiết nghĩ rằng là bạn cũng đang trong tầm ngắm của, nói chung là cái năng lượng tính nữ nhiều, nói chung là những cái người mà ở cái cấp bậc nó cũng không biết nha, Kiết có nghe được ví dụ bạn đang làm việc với một cái năng lượng của, dù là họ là nam hay nữ, mà Kiết thấy cái người này khá là nhìn ngắm, cũng giống như là rất là quan sát các bạn, luôn chỉ dẫn các bạn, nói chung là họ muốn gọi như thế nào ta, hỗ trợ các bạn để bạn đạt được một cái vị trí mà các bạn xứng đáng có được. Với cái lá Queen of Swords này, với cái lá The Wheel Fortune này, thì cái thấy là cái định mệnh của các bạn, bạn đang trong tầm ngắm của cái vòng xoay định mệnh. Và cái vòng xoay định mệnh này nó có hai dữ liệu, đó là cái dữ liệu ở cái việc mà gọi là cái tầm ngắm này nó thuộc về cái góc nhìn của vũ trụ nha. Cái đầu tiên là cái góc nhìn của vũ trụ muốn thay đổi các bạn theo cái phương diện là phải lột xác, tức là cái bản kế hoạch đó của chúng ta luôn luôn thay đổi, và cái năng lượng lúc này và cái năng lượng lúc này của các bạn á, làm cho vũ trụ muốn thúc đẩy nhanh hơn về cái sự thành công của các bạn. Cho nên kiểu giống như là bạn càng ngày đi càng nhanh hơn, khác xa hơn với cái phiên bản ở những cái giai đoạn trước của bạn, thì cứ thấy cái tầm ngắm này á, đang ở trong vòng xoay số phận của vũ trụ muốn cho các bạn đi nhanh hơn, bứt phá hơn cho cái con đường sự nghiệp công danh của các bạn. Và cái dữ liệu thứ hai, Wheel of Fortune, thì cứ thấy á, bạn đang trong tầm ngắm của định mệnh của cuộc đời bạn, do destiny, thì cứ thấy các bạn đang ở trong tầm ngắm một cái người destiny nào đó rồi, họ đang nhìn bạn thôi. Có vẻ như là sẽ sắp tới sẽ có một cái dữ liệu mà bước tiến nào đó từ cái người destiny này, không biết là ai cả, thì chúc mình đi sau. Ok, với cái lá Knight of Swords này thì bạn đang trong tầm ngắm của những cái năng lượng khác nữa. Ngoài những cái người mà chúng ta luôn luôn thích, Kit cũng cảm nhận, nếu mà một vài bạn làm influencer với cái lá Queen of Wands này á, thì Kit cũng cảm nhận là các bạn đang trong tầm ngắm của những cái người cũng làm trong những cái lĩnh vực có tiếng tăm gì đó, cũng nhìn ngắm các bạn hoặc là người nổi tiếng hay như thế nào đó. Ok, mình quay lại với cái lá Knight of Swords. Thì ngoài cái năng lượng trong tầm ngắm của những cái người mà khá là tích cực, khá là vui vẻ, hoặc là vòng xoay của vũ trụ, thì Kiết cũng thấy có những cái người mang một cái tâm trạng là cái năng lượng nó cũng hơi kiểu nó không match lắm với cái tần số của các bạn, nhưng mà bạn cũng trong tầm ngắm của những người đó, tức là giống như là bạn vực dậy cái tinh thần của những cái người mà chính kiếm á, những cái người mà hay có cảm xúc lo âu ấy, kiểu giống như là ví dụ khi các bạn chia sẻ những cái điều gì đó trên mạng xã hội, hoặc là bạn gặp gỡ tiếp xúc á, thì chính những câu chuyện của các bạn là truyền cảm hứng cho những cái người mà đang rơi vào những cái trạng thái, những cái tình huống mà các bạn đã từng gặp phải giống như những cái người ấy á, thì bạn lại cho họ rất là nhiều động lực. Thì Kit cũng cảm nhận rằng là bạn truyền cảm hứng cũng giống như là giúp, giống như là bạn đồng cảm
với cái câu chuyện của những cái người mà đang mang một cái yếu tố chính kiếm này, họ có những cái suy nghĩ, họ đang có những cái bế tắc á, thì bạn đang trong tầm ngắm của những người này, họ cũng đang mong muốn nhìn vào bạn và cũng muốn phát triển, muốn được có một cái vị thế cũng giống như là một cái năng lượng giống như bạn ngay cái lúc này. Và Kit cũng nghe được những cái năng lượng của những cái người khác nữa. Có những người thật sự họ cũng không có yêu mến bạn lắm với cái lá chính kiếm này, nhưng mà họ cũng đang nhìn trong tầm ngắm, bạn cũng trong tầm ngắm của họ, để họ cũng đang muốn xem là bạn đang phát triển dữ chưa, tới cỡ nào. Thì thôi kệ đi, mình bây giờ là mình open mà, mọi thứ open, mọi thứ nó đều sáng tỏ mà, thì ai muốn ngắm mình thì mình cứ lộng lẫy để cho người ta ngắm thế thôi, cũng nói gì nhiều. Trời giờ đã sáng rồi ha, bây giờ cái sẽ đi tiếp tới cái bộ mà Amira, tại vì tầm ngắm ở tụi ba cũng khá là nhiều nha. Sắp tới sẽ một cái giai đoạn các bạn khá là nhiều sự bứt phá, cho nên việc nằm ở trong những cái tầm ngắm này đó là một điều dễ hiểu, và thấy mình nên vui vẻ vì mình được công nhận đi mọi người ở tụi ba. True love, oh my gosh, thấy chưa, Kit đang nói là destiny, định mệnh, young female. Young female. Ôi trời, female. Trời ơi. Ok, với cái lá true love này thì cái thấy tình yêu thật sự, bạn đang trong tầm ngắm của cái tình yêu thật sự rồi. Một cái thấy cũng có một cái đối tượng tương tác true love cũng đang rất là nhiều cảm xúc tình cảm với các bạn. Nhưng mà đối với các bạn tụ ba, bạn thu hút cả, nếu mà về những cái giới tính vật lý á, thì bạn thu hút hai giới tính luôn, bạn thu hút cả hai phái. Có vẻ như cái nếu mà bạn là nữ nghe trả bài này thì những người nữ cũng rất là ngưỡng mộ các bạn, mà đang trong tầm ngắm của những người nữ, họ muốn phát triển được cái kiểu, cái style, cái phong thái như bạn. Ngoài ra thì Kit cũng cảm nhận là bạn cũng thu hút những cái bạn đang trong tầm ngắm có một cái đối tượng cũng khá trẻ trung. Ủa sao nhạc to vậy ta? Với cái lá female này thì Kit thấy là một cái người năng lượng cung khí nha. Kit chỉ cảm nhận cái người này năng lượng cung khí và cung nước nhiều. Ngoài ra còn có các cung khác, nhưng mà cho cái màu sắc của cái female này lighter than darker, thì cho Kit một cái cảm nhận nó cũng có thiên về cung hỏa nữa. Ok, giờ mình tập trung cho cái người này trước nha. Một người có thể là cái đối tượng tiềm năng của các bạn sắp tới, và bạn đang trong tầm ngắm của cái người này, năng lượng trẻ nha. Năng lượng của người trẻ cũng có vẻ ngoài điển trai điển gái nha. Và với cái lá dân female này thì cái thấy giống như là bạn giống như fashionista hay là fashion icon, hoặc là bạn là một người gọi là tạo cảm hứng cho những người khác làm theo. Thì cái thấy các bạn có được những cái sự mà nếu mà bạn là nam nghe cái trả bài này, thì những cái người mà bị trong tầm bạn trong tầm ngắm của họ là những cái người mà gọi là có cái cá tính, cái style ăn mặc, nói chung là cùng vibe các kiểu á. Trời, tụi ba này vui vẻ nha. Chết đi tiếp. Nói chung bạn đang trong tầm ngắm của một cái của chính bạn đi, của vòng xoay số phận đi. Tức là vì cái năng lượng của bạn nó tỏa ra rất là tích cực, rất là đẹp như thế này, thì những cái điều tương đương nó sẽ tới với các bạn. Decide the outcome. Như thế nào ta? Decide the outcome. Và cái lá give yourself the best. Oh my god. Và bạn đang trong tầm ngắm của chính bản thân bạn. Tức là các bạn đang mong muốn phát triển bản thân mình. Cái tầm ngắm ở đây á, tức là bạn đang muốn tạo ra một cái kết quả nào đó. Tức là các bạn, ngoài cái việc bạn đang trong tầm ngắm của ai, thì các bạn cũng đặt bản thân mình trong cái tầm ngắm của chính mình. Các bạn mong muốn mình phát triển nhiều hơn nữa. Các bạn mong muốn là mình càng phải thực hiện được những cái nguyện vọng của mình. Cho nên give yourself the best, sẽ cho các bạn, bản thân các bạn những cái điều tốt nhất hiện tại để phát triển được cái khả năng của mình, phát triển được cái sự, cái con đường mà các bạn đang đi, cái sự lựa chọn của các bạn nó nằm ở trong cái định mệnh, cái bàn tay của các bạn.
Bacalar Decide the Outcome này, cái thấy cũng đang có một sự xét duyệt nào đó. Cái thấy á, không biết sao cái nghe được xét duyệt nha, cái cũng cảm nhận là có những cái người mà thấy được cái tiềm năng của các bạn cũng đang âm thầm, và đặc biệt là bạn đang trong tầm ngắm của những cái người muốn cộng tác cùng làm việc với khả năng phát triển với các bạn. Có thể là sau này, tương lai sau này các bạn sẽ hướng ngoại nhiều hơn, và các bạn hoạt động một nhóm, và cũng giống như là có những cái người cộng sự partner liên quan tới các bạn cũng khá là nhiều. Cho nên bạn đang trong tầm ngắm của một cái cơ hội về sự phát triển vượt bậc sau này, và những cái người này đang quan sát, đang theo dõi các bạn để xem cái hành trình của các bạn đang đi như thế nào, và họ sẽ có một cái sự mà gọi là mời gọi các bạn trong giai đoạn tới. Cứ xem tiếp. Lần đầu tiên trái thanh long. Tụi ba phải nói cực ghê á. Vừa mới trải lúc nãy xong là tự nhiên cái viết bị không hết dung lượng, cho nên là tốn hết gần cả nửa tiếng để chỉnh sửa qua lại. Thì bây giờ là trời sáng rồi, Kiết không thể nào được sáng được nữa, cho nên là Kiết chỉ có thể là cho khung cảnh màu trời nó sáng giống như trong cái tấm ảnh này thôi. Thì giờ tấm ảnh cũng thấy luôn. Thôi ok, mình cứ tập trung vào cái trải bài đi ha. Ok, cũng sắp hết rồi thì bây giờ mình tập trung vào trải bài đi. Bây giờ Summerup lâm lại rồi. Ok, tới đâu rồi ta? Nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ đi tiếp những cái dữ liệu là vậy thì bạn đang trong tầm ngắm của ai nữa nhé. Chúng ta sẽ sử dụng một claw card này để xem cho các bạn các dữ liệu bạn đang trong tầm ngắm của ai nữa. Thì với cái lúc này thì mọi người cứ ngắm trời đi, ngắm khung cảnh xung quanh là đủ đẹp rồi. The Sun và The Time, bão cát hả trời, phong ba bão tố dữ vậy. Theo Kiết nghĩ á, bạn đang trong, tại vì là với Time và Sen này thì Kiết nghĩ rằng là đã từng có những cái mối quan hệ cũ, những cái tương tác cũ về mặt tình cảm hay bạn bè hay như thế nào đó. Nói chung là đã có những cái điều gì đó nó đã diễn ra, và thực sự mà nói thì với Last Time và Sen thì Kiết chỉ thấy là những cái tương tác mà các bạn có những cái mâu thuẫn hay là có những cái điều gì đó, sự kiện nó xảy ra nó không còn kết nối, bị ngắt kết nối á, thì Kiết thấy là những cái người này á vẫn đang quan sát các bạn, cũng kiểu giống như là cũng trong, bạn cũng trong tầm ngắm của họ, nhưng mà Kiết thấy họ cũng chỉ để ý và nhìn và xem các bạn đang làm gì thôi, chứ Kiết thấy là họ cũng không có một cái sự nào đó mà moving on hay là có sự chủ động. Cho nên Kiết nghĩ rằng là nói chung là về cái bão cát và còn thời gian này nữa thì nó cũng kiểu là một cái câu chuyện cũ, và nên để cát nó vùi chôn những cái câu chuyện đó. Thì những cái người mà họ để bạn trong tầm ngắm của họ là những cái người mà các bạn đã từng xảy ra những cái sự kiện cùng nhau và ngắt kết nối, họ vẫn đang quan sát các bạn. Emerging là trời, là không thấy gì hết luôn á, thôi khỏi show nha. Thì Kiết nghĩ những cái người nào mà Kiết thấy có những cái người stalk các bạn nữa, họ bạn trong tầm ngắm có những người stalk các bạn nữa, mà các bạn thật sự các bạn cũng không biết họ là ai luôn. Thỉnh thoảng họ trồi lên, họ cho ví dụ như họ xem những cái story của các bạn, nhưng mà thật sự các bạn không biết danh tính của họ. Cho nên Kiết cũng cảm nhận có những người dùng cái danh tính giả mọi người để kiểu ngắm trong tầm ngắm vẫn quan sát các bạn. Kiết thấy là các bạn không để tâm, cũng chẳng để ý, thôi kệ, cũng kiểu mọi thứ qua rồi thôi, cũng không muốn nhìn về những cái tương tác cũ mà nó nhiều biến động nữa. Kiết sẽ đi xem tiếp. Giờ mình đi tới mình tập trung vào cái câu chuyện tình cảm thôi, còn những cái tương tác mà đã cũ rồi và nó có những biến động thì cho nó được vùi chôn đi. Còn họ muốn nhìn các bạn thì như thế nào đó thì Kiết thấy cứ tùy vào vào họ thôi. Thích thì họ nhìn. New love, trời không thấy rõ ha, tất ghê. New love nha mọi người. Về chuyện tình cảm mà sẽ có một cái tương tác tình cảm mới, có vẻ như là
Sắp sửa là bạn ai mà độc thân thì sẽ hết độc thân free yourself. Thì sắp tới khi thấy các bạn rất là tự do, được thể hiện bằng mọi cái điều mà mình mong muốn. Nhưng mà Kit cũng có cảm nhận nha, bạn đang trong tầm ngắm của một cái người mới á. Kit thấy là sắp sửa là các bạn sẽ có một cái lời mời hoặc là một cái sự mà chủ động từ một cái tương tác mà các bạn chưa bao giờ gặp. Dạ, và có vẻ như không biết là có biết nhau chưa, nhưng mà Kit thấy có vẻ như người này biết bạn rồi, hoặc là họ trong tầm ngắm có thể là thông qua bạn bè, kiểu như mà thấy những cái gì đó chung từ bạn bè, hoặc là thấy bạn thông qua mạng xã hội, hay là cảm thấy bạn nói chung là như thế nào đó cũng nghĩ thông qua mạng xã hội, vì bạn có sự mà gọi là thu hút riêng mà, cho nên người này có thể là người có người này là người mới. Họ sẽ chủ động liên lạc với các bạn, và bạn đang trong tầm ngắm của người này. Tất nhiên là cái danh tính của cái người này hiện tại là vẫn còn đang là một ẩn số. Thì cái ẩn số này á, thì vũ trụ lại nói đó là new love và free yourself. Thì cái thấy các bạn thoải mái, có quyền quyết định mà. Nhưng mà bạn hãy cho mình một cơ hội thử xem với cái đối tượng chủ động mới này. Rồi bây giờ cái sẽ cho thêm vài lá nữa nè. Life purpose trước khi hết dung lượng chúng dị trơn á. Bạn đang trong tầm ngắm của I carry change. Kit nói rồi, sẽ có một cái lời mời cộng tác và sự nghiệp của các bạn sẽ có một cái sự thăng hoa, một cái sự thêm. Career change thì cho Kit cảm nhận bạn đang trong tầm ngắm của những cái người mà đang trọng dụng, theo kiểu là họ muốn mời các bạn cộng tác, hợp tác. Họ muốn mời bạn để cùng làm một cái lĩnh vực nào đó cùng họ. Có vẻ như đây cũng là một cái lời mời gọi khá là hấp dẫn và phù hợp với năng lượng của các bạn, và sẽ giúp cho các bạn phát triển được vượt bậc hơn cái điều mà các bạn đang có được. Một lời mời gọi nữa. Và bạn có thể là cái career change này thì bạn vẫn chưa biết những cái người, những cái đối tượng đó là ai đâu. Tức là có rất là nhiều người ẩn danh ở đây mà bạn cũng không cần biết đâu. Hãy để thời gian trả lời là được ha. Thì sẽ cho thêm một lá magical message from the fairies, emotion healing. Nói chung là ngay cái lúc này thì bạn cứ healing bản thân mình trước đi. Có những cái luân xa, cái thấy cái luân xa trái tim của các bạn á, nó cần được hanh thông nhiều hơn. Thì bạn hãy nên làm việc với cái luân xa trái tim này. Và những cái bộ môn mà phù hợp với luân xa trái tim thì cái thấy đơn giản như là đi bộ nè, chạy bộ nè, và những cái công việc về liên quan về nấu nướng, ăn uống nó cũng liên quan về cái luân xa này. Ăn uống healthy hơn. Và emotion healing nó cũng liên quan về cảm xúc. Thì có thể là bạn cần dành nhiều thời gian để mình đi, ví dụ như xem phim, đi hòa nhạc, hoặc đi tới những cái nơi thiên nhiên, hoặc là gần gũi với nước, về cây cỏ, hoặc là những cái gì nó lãng mạn, nó thúc đẩy cái trái tim của mình á. Bạn cần điều đó trong cái giai đoạn này và sắp tới. Ok, cuối cùng, cho một lá cuối cùng trước khi mình kết thúc trả bài đi. Vậy thì tầm ngắm đi, tầm ngắm cuối cùng đi. Có điều gì nữa mà vũ trụ muốn nói với các bạn? Ok, hai lá luôn. Ok, balance. Hoài vậy trời. Balance. Sự cân bằng. Và trust. Thôi nói chung là cái này là lời khuyên nha. Kit nghĩ rằng là cái lời khuyên hiện tại dành cho các bạn, hãy tin tưởng, cứ tiếp tục tin tưởng vào cái con đường của mình. Và ngoài ra bạn cần phải học về cái việc cân bằng các luân xa nữa mọi người ở tụ ba. Balance cho Kit một cái cảm giác rằng là sẽ có một cái sự nhịp nhàng giữa đời sống, công việc và tình cảm. Và cái tầm ngắm này á, nó cũng giúp cho các bạn mà gọi là có thể mở lòng nhiều hơn nữa nha. Rồi, một lá bài kết thúc trả bài. Tại vì hết dung lượng rồi, không có thể nhiều được. Go, get over yourself, hãy vượt xa hơn những cái điều mà các bạn đang có. Thì vũ trụ muốn nói với các bạn rằng là cái tiềm năng của bạn còn khá là nhiều. Và chính vì, vì cái việc tiềm năng của bạn ngày một vươn xa và phát triển nhiều hơn, thì bạn sẽ càng thu hút nhiều đối tượng hơn. Và bạn lại càng nằm trong tầm ngắm của nhiều người. Thì trên cái con đường phát triển như thế này á, thì cái thấy á, bạn sẽ gặp được một cái soulmate của các bạn. Và cái new love và cái true love của các bạn nằm ở cái việc mà các bạn tỏa sáng nhất. Ok, thì đó là những gì mà cái cảm nhận được, những
gì thông qua các bạn ở tuổi thứ ba. Nếu mọi người có yêu thích cái trả bài này của Kit, mọi người có thể donate cho Kit qua các tài khoản ngân hàng, Kit sẽ để thông tin dưới phần bình luận nha. Ngoài ra mọi người có thể like và share video này để cho tỷ lệ được người xem YouTube tới với kênh của Kit nhiều hơn. Sorry mọi người về Kit hơi vội vàng tại vì trời cũng gần sáng, trời sáng luôn rồi chứ gần sáng gì nữa quên, và cũng hết dung lượng và Kit cũng cần phải đi ngủ nghỉ ngơi, cho nên Kit mau chóng lui cung nha mọi người. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những trả bài tiếp theo. Kit để thông tin ở dưới, mọi người nhớ tin cho Kit vui vẻ nha. Bye bye.